Quan khách và quý Phật tử, hôm nay Chủ nhật ngày 28 tháng 6 năm 2020, nhằm ngày 8 tháng 5 năm Canh Tý âm lịch, tại Chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng tôi có tổ chức buổi lễ truyền bí mật Thiền Tông cho 29 vị Phật tử Thiền Tông để trở thành là những Phật gia Thiền Tông. Chương trình ngày hôm nay sẽ bao gồm 4 phần chính. Phần thứ nhất là nghi thức dâng hương và trình Đức Phật. Phần thứ hai là truyền bí mật Thiền Tông cho các vị Phật tử Thiền Tông để trở thành là những vị tân Phật gia Thiền Tông. Phần thứ ba, đọc lời dặn dò của Đức Thế Tôn dành cho các vị tân Phật gia Thiền Tông ngày hôm nay. Phần thứ tư, tất cả những vị dự lễ đồng hồi hướng cho các vị tân Phật gia Thiền Tông. Trước khi bắt đầu buổi lễ, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu thành phần tham dự buổi lễ ngày hôm nay. Ngồi tại bàn chứng minh phía bên tay phải của tôi chính là thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân, viện chủ chùa Thiền Tông Tân Diệu. Ngồi kế bên viện chủ là thiền gia Anh Tuấn, phó viện chủ chùa. Ngồi kế bên và ngồi tại bàn đối diện là những vị đại diện cho ban quản trị tổ đình chùa Thiền Tông Tân Diệu. Giữa chánh điện sẽ là 29 vị được truyền bí mật Thiền Tông ngày hôm nay. Ngoài ra, chúng tôi nhận thấy có đến hơn 100 quý vị Phật tử và độc giả gần xa đến tham dự buổi lễ này. Xin nhiệt liệt chào đón tất cả quý vị. Trước tiên, chúng tôi xin được phép vào phần khai mạc của buổi lễ. Mở đầu sẽ là nghi thức dâng hương và trình Đức Phật. Xin mời các vị được truyền bí mật Thiền Tông ngày hôm nay chúng ta đồng quỳ gối lên để dâng hương trình Đức Phật. Xin kính mời thiền gia Nguyễn Nhân, thiền gia Anh Tuấn và thiền gia Ngọc Lâm ra trước micro đọc nghi thức cũng như dâng hương trình Đức Phật về buổi lễ ngày hôm nay. Xin mời ba thiền gia. Nam mô giáo chủ ta bà bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đức Thế Tôn, hôm nay ngày 28 tháng 6 năm 2020, nhằm ngày 8 tháng 5 năm Canh Tý, tại chánh điện tổ định chùa Thiền Tông Tân Diệu, chúng con có hành lễ truyền bí mật Thiền Tông cho 29 Phật tử Thiền Tông mà Đức Thế Tôn truyền theo dòng Thiền Tông, nên chúng con có tổ chức buổi lễ này. Kính xin Đức Thế Tôn và mười phương chư Phật chứng minh. Trước hết, chúng con xin dâng hương. Khói hương bay khắp bầu trời xanh, rốt ráo tâm con bổn nguyện lành. Trên khói hương này xin Phật ngự, chứng cho đệ tử truyền thiền này. Lễ Phật, kính lại Phật từ bi cứu thế, đem đạo thiền phổ tế chúng sanh, trần gian biết nẻo tu thiền, nhờ tâm thanh tịnh quang minh soi đường. Lễ Pháp, kính lại Pháp là phương giải thoát, gốc tu thiền chánh Pháp ngày xưa, nhiều người giác ngộ có thừa, vì đã biết được quê xưa của mình. Lễ Tăng, kính lại Tăng nghiêm trì giới luật, hạnh Tăng vô nhất vật thanh bần, tự mình giác ngộ lý chân, giúp người giác ngộ trọn phần Thiền Tông. Tôn kính Phật bảo, Phật là đấng tối cao giác ngộ, lập đạo thiền tế độ chúng sanh, luật nghiêm giới cấm ban hành, là người dẫn lộ chỉ rành nẻo tu. Cõi trần thế mịt mù tâm tối, biết đâu là đường lối thoát thân. Đầu tiên một bậc siêu nhân, cất mình thoát tục bước chân lìa đời. Đây đệ tử là người mong mỏi, dứt trần duyên theo dõi học hành. Kính dâng một tấm lòng thành, phụng thờ Đức Phật đạo thiền cao siêu. Tôn kính Pháp bảo, Pháp của Phật giáo điều chánh lý. Con theo Thiền Tông học Pháp tu thiền, Thiền Tông thanh tịnh tùy duyên, giúp người giải thoát hữu duyên rõ lời. Pháp giải thoát khỏi nơi thế sự, được trở về Phật giới an nhàn, sống trong thanh tịnh dễ dàng,
Thiền tông thanh tịnh mở đàn huyền môn. Lời dạy pháp hùng hồn cảnh tỉnh, giúp chúng sanh dứt bệnh hôn trầm. Quý thai diệu pháp thậm thâm, chúng con hết dạ thành tâm tu thiền. Tôn kính Tăng Bảo. Tăng là các nhà sư thanh tịnh, tâm thể không không chẳng dính bụi trần. Ly gia cắt ái khinh thân, dứt trừ bản ngã lãnh phần độ sanh. Tăng là người thừa hành Phật Pháp, đem đạo thiền dạy khắp thế gian. Hồng trần đám lửa cháy lan, nước mưa thiền học xói chàng tắt ngay. Chư Thánh Tăng công dày vô hạn, độ chúng sanh bao quảng nhọc nhằn. Đội ơn cảm đức không ngần, chúng con thờ kính lễ hằng dám sai. Cúng dường Tam Bảo. Kính lại Phật Pháp Tăng Tam Bảo, chứng lòng con hiếu thảo cúng dường. Của này vốn của thiện lương, chúng con tạo sấm bằng phương pháp lành. Nay phát nguyện lòng thành dân cúng, xin ơn trên hưởng dụng chứng minh. Nguyện cầu tất cả chúng sinh, tu theo thiền học không còn trầm luân. Thiền tông Phật dạy con mừng, mừng vì sanh tử đã dừng với con. Chúng con nhất quyết lòng son, quyết tu thanh tịnh không còn trầm luân. Hiện tại chúng con biết dừng, không theo vật chất là dừng lại ngay. Hôm nay tại điện Phật Đài, kính xin Đức Phật nhận ngay lời này. Chúng con ra sức dựng xây, thiền tông Tân Diệu tại đây lưu truyền. Chúng con phổ biến các miền, muốn hết luân hồi, đừng dính trần duyên. Người tu không não chớ phiền, luân hồi sinh tử không phiền với ai. Tại nơi chánh điện của Ngài, ai muốn giác ngộ nhận ngay tánh mình. Chúng con kính nguyện Phật Linh trợ giúp thiên hạ cố nhìn cho ra. Ngày xưa Đức Phật nói ra, thiền tông chánh pháp hiện ra đất rồng. Chúng con hiện tại cầu mong nhiều người nhận được thiền tông nơi này. Không còn tưởng tượng đó đây, xin nhận thiền học tại đây phổ truyền. Những ai hữu phúc đại duyên, sống với Phật tánh không còn trầm luân. Ngày xưa Đức Phật dạy dừng, vì con không biết không theo lời Ngài. Vì vậy đi khắp trần ai, thiền tông Tấn Diệu hôm nay mới dừng. Chúng con hiện tại rất mừng, mừng vì sanh tử đã dừng với con. Chúng con nhất quyết lòng son, quyết tu thanh tịnh không còn trầm luân. Lòng con nay được sáng trưng, ngộ được thiền học, con mừng lắm thay. Luân hồi là của trần ai, con nguyện dứt bỏ ở ngay đời này. Thiền tông Tân Diệu tại đây, con lại ba lại, xin Ngài chứng minh. Nam mô giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nghi thức khấn lễ truyền bí mật thiền tông chúng con thực hiện đã xong. Kính xin Đức Thế Tôn và mười phương chư Phật cho phép chúng con tiến hành lễ truyền thiền này. Kính xin Đức Thế Tôn và mười phương chư Phật cho phép chúng con. Nam mô giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cảm ơn thiền gia Nguyễn Nhân, thiền gia Anh Tuấn và thiền gia Ngọc Lâm. Tiếp theo xin đi vào phần chính của buổi lễ truyền thuyền. Xin mời 29 vị chúng ta cùng an tọa.
Nam mô giáo chủ ta bà Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đức Thế Tôn, sau đây chúng con xin được phép tiến hành lễ truyền bí mật Thiền Tông cho 29 vị Phật tử Thiền Tông, vì trước đây các vị này đã giác ngộ yếu chỉ Thiền Tông và được chùa Tân Diệu của chúng con cấp giấy cho các vị. 29 vị Phật tử Thiền Tông có mặt ngày hôm nay gồm: 1. Nguyễn Di Quảng, sinh năm 1938 tại Quảng Bình, cư ngụ ấp 1, xã Bầu Cạn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. 2. Ngô Thị Hợi, sinh năm 1959 tại Ninh Bình, cư ngụ xã Việt Khái, huyện Phú Tân, thành phố Cà Mau. 3. Hoàng Thị Ngọc, sinh năm 1969 tại Nam Định, cư ngụ số 45A, đường Phạm Thị Tân, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. 4. Nguyễn Thị Hài, sinh năm 1954 tại Phú Thọ, cư ngụ LK3 trên 12, Tổng cục 5, thôn Yên Xá, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. 5. Nguyễn Thị Anh Na, sinh năm 1945 tại Hải Phòng, cư ngụ xóm Đoàn Kết, thôn Từ Lâm, xã Đồng Minh, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. 6. Nguyễn Thị Lan, sinh năm 1958 tại Quảng Bình, cư ngụ thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. 7. Trần Thị Lâm, sinh năm 1962, cư ngụ thôn Cát Ngòi, xã Cát Quế, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. 8. Đinh Thị Duyên, sinh năm 1957 tại Quảng Bình, cư ngụ thôn Hòa Bình, xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. 9. Huỳnh Thị Phím, sinh năm 1953 tại Cà Mau, cư ngụ ấp 3, xã An Xuyên, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. 10. Đỗ Thị Hải, sinh năm 1959 tại Hải Dương, cư ngụ số 7, phố Chiến Thắng, khu đô thị phía Tây, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. 11. Nguyễn Thị Thanh, sinh năm 1969 tại Vĩnh Phúc, cư ngụ thôn Xuân Hòa 2, xã Cao Minh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. 12. Huỳnh Thị Diệu Hằng, sinh năm 1982 tại Sóc Trăng, cư ngụ số 224, ấp 3, xã An Xuyên, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. 13. Đỗ Minh Phượng, sinh năm 1981 tại Vĩnh Phúc, cư ngụ số 155A, đường Chùa Hà, xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. 14. Võ Thị Tươi, sinh năm 1937 tại Bến Tre, cư ngụ thôn 5, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. 15. Phạm Minh Ngọc, sinh năm 1981 tại Ninh Bình, cư ngụ ấp Tân Quảng A, xã Việt Khái, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau. 16. Nguyễn Thị Yến, sinh năm 1969 tại Quảng Nam, cư ngụ phường Điện An, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. 17. Trần Công Như, sinh năm 1968 tại Quảng Nam, cư ngụ khối 2, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. 18. Bùi Thị Bùi, sinh năm 1941 tại Hà Nội, cư ngụ thôn Đồi Sen, xã Bình Yên, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội. 19. Bùi Thị Lục, sinh năm 1958, cư ngụ thôn 7, xã Tân Xã, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội. 20. Phí Thị Sâm, sinh năm 1955 tại Hà Nội, cư ngụ thôn 9, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội. 21. Nguyễn Thị Chất, sinh năm 1956, cư ngụ làng Vĩnh Thuận, xã Vân Nam, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội. 22. Nguyễn Thị Cầm, sinh năm 1955, cư ngụ thôn 7, xã Tân Xã, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội. 23. Doãn Thị Dung, sinh năm 1952, cư ngụ ngõ 2, thôn Vĩnh Lộc, xã Vân Nam, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội. 24. Phí Thị Lan, sinh năm 1954 tại Hà Nội, cư ngụ thôn 2, Tràng Sơn, Thạch Thất, thành phố Hà Nội. 25. Đặng Thị Sản, sinh năm 1950, cư ngụ thôn Vĩnh Thuận, xã Vân Nam, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội. 26. Nguyễn Thị Kim Thi, sinh năm 1977 tại An Giang, cư ngụ số 145C trên 19, khu vực 1, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. 27. Nguyễn Thị Kim Châu, sinh năm 1966, cư ngụ số 182 trên 8, Lê Đình Lý, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. 28. Nguyễn Thị Phong, sinh năm 1953 tại Hà Nội, cư ngụ cụm 3, xã Vân Nam, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội. Và 29. Võ Thị Kim Loan, sinh năm 1980 tại Đồng Nai,
cư ngụ số K2/86, ấp Tân Bản, phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Tiếp theo là nghi thức truyền bí mật Thiền Tông. Đầu tiên, xin mời vị thứ nhất là Phật tử Thiền Tông Nguyễn Duy Quảng ở huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Phần trả lời 26 câu hỏi, Phật tử đã đạt 69%. Xin mời Phật tử Nguyễn Duy Quảng lên trước bục micro. Vì lý do sức khỏe, Phật tử không tự đọc bài kệ được. Con Thiền Gia Ngọc Xuân xin phép đọc giúp Phật tử, kính xin Đức Thế Tôn ứng chứng. Bài kệ 16 câu của Phật tử Nguyễn Duy Quảng. Thiền Tông không phải dụng công, chỉ cần thanh tịnh là xong luân hồi. Thiền Tông đơn giản vậy thôi, nếu tìm hay kiếm vào đời trầm luân. Do vậy Đức Phật dạy dừng, không theo vật lý luân hồi dừng ngay. Hôm nay tại Tưng Diệu đây, con đại duyên lớn nhận ngay nguồn thiền. Thiền Tông chánh pháp Phật truyền, con nay nhận được quá mừng quá vui. Thiền Tông Tưng Diệu bùng ra, tại chùa Tưng Diệu Đức Rồng Long An. Con nay đã hết gian nan, con quyết một lòng học pháp Thiền Tông. Học cho tâm dạ thuộc lòng, để về quê cũ yên lòng Phật ơi. Con xin hết ạ. Xin cảm ơn Phật tử. Xin mời Phật tử Nguyễn Duy Quảng trở về vị trí của mình. Vị thứ hai là Phật tử Thiền Tông Ngô Thị Hợi ở huyện Phú Tân, thành phố Cà Mau. Phần trả lời 26 câu hỏi, Phật tử đã đạt 67%. Xin mời Phật tử Ngô Thị Hợi bước lên trước micro tự đọc bài thơ kệ của mình và xin Đức Thế Tôn ứng chứng cho. Mời Phật tử. Con Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tên con là Ngô Thị Hợi. Con xin đọc 32 câu kệ là ngộ thiền của con. Kính xin Đức Thế Tôn chứng cho con ạ. Năm ngoái con đi Cần Thơ, nhận được sách thiền của cậu con trai. Về nhà mở sách đọc ngay, đọc xong bộ sách con nay ngộ thiền. Trước kia cầu lạy liên miên, do kém hiểu biết nên thiên nguyện cầu. Bây giờ gặp được pháp màu, con nguyện tìm hiểu để mau về nhà. Tánh Phật là tánh của ta, tánh người vọng tưởng kéo ta luân hồi. Ngày xưa Phật dạy con thôi, vì con không học nên trôi lân luân hồi. Ngày xưa cầu cúng nuôi thôi, cầu cho gia đạo bình yên thuận hòa. Cầu cho tiên tổ trong nhà, cầu cho phước báu đầy nhà mới yên. May nhờ gặp được pháp thiền, là thiền thanh tịnh buông dừng dứt thôi, dứt thôi. Phật ơi con đã hiểu rồi, buông dừng thôi dứt để rồi tử sanh. Buông đi những chuyện loanh quanh, dừng lại tất cả chẳng sanh giận hờn. Thôi là thôi nguyện thôi mong, dứt danh, dứt lợi để không luân hồi. Thật sự con đã ngộ rồi, cũng nhờ Đức Phật cứu đời của con. Con nay nhất quyết lòng son, quyết theo thiền học để còn về quê. Quyết tạo công đức để về, ham muốn mãnh liệt để về quê xưa. Công đức học thuộc sớm trưa, tu theo giải thoát Phật đưa về nguồn. Xin hết ạ. Xin cảm ơn Phật tử Ngô Thị Hợi. Mời Phật tử trở về vị trí của mình. Vị tiếp theo là Phật tử Thiền Tông Hoàng Thị Ngọc ở thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Phần trả lời 26 câu hỏi, Phật tử đã đạt 71%. Xin mời Phật tử Hoàng Thị Ngọc bước lên trước micro, tự đọc bài thơ kệ của mình và xin Đức Thế Tôn ứng chứng cho. Mời Phật tử. Nam Mô Giáo Chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đức Thế Tôn, con tên là Hoàng Thị Ngọc, hiện đang ngụ tại Bình Dương. Hôm nay con xin trình bày bài kệ 74 câu nói lên sự ngộ thiền của con. Kính xin Đức Thế Tôn và 10 phương chư Phật ấn chứng cho con.
Bao năm gõ mõ tụng kinh, mệt công mà chẳng hiểu kinh nói gì. Hỏi thầy tìm cách chỉ cho, thầy chỉ bằng cách phải lo ngồi thiền. Thế rồi ngồi mãi liên miên, ngồi sáng ngồi tối cả trưa lẫn chiều. Đến khi đầu óc đảo điên, không ngồi được nữa đi liền nhà thương. Trong lòng cứ thấy vấn vương, tìm đâu cho được con đường thoát đây. Đêm ngày con đã nguyện cầu, cầu sao gặp được người thầy giúp con, cầu sao gặp được pháp màu, cầu sao ra khỏi bầu trời bão giông. Duyên may đến kịp tức thời, có người chị bạn dẫn vào nhà xem. Tại đây gặp được chị Bình, đưa cho quyển sách kèm theo lời này, hãy nhận quyển sách này đi, mang về cứ đọc có gì trình sau. Không biết sách viết thế nào mà sao lòng thấy vui sao diệu kỳ. Khi về mở sách ra xem, lời tựa hay quá vội đem đọc liền. Ngồi đọc một cách say dưa, từng lời từng chữ như đưa con về. Hôm nay con có đại duyên, gặp được sách quý còn hơn ngọc vàng. Con đọc luốt lấy từng trang, lời vàng ý ngọc từng trang ngộ rồi nước nề lại tuôn. Bao năm tìm kiếm đây rồi, Phật ơi con ngộ ra rồi. Không quán không tưởng, không ngồi không tu, ngồi chi mỏi cẳng đau đầu, lo học công thức mau mau trở về. Từ nay không phải dùng công, chỉ cần thanh tịnh là xong luân hồi. Chỉ cần học rõ đường về, không bị lầm lẫn là về quê xưa. Ngày xưa con không biết dừng, luân hồi muôn kiếp không ngừng kéo con. Trước kia thấy khổ con buồn, giờ đây ngộ được tâm vui vô cùng. Trước kia chỉ biết tiền danh, giờ đây ngộ được con liền dừng ngay. Trước kia tranh đấu danh tài, giờ đây ngộ được tài danh không màng. Trước kia nghe lời làm ngay, giờ đây ngộ được chẳng màng lời danh. Trước kia ai nói cũng dành, giờ đây ngộ được không ham thứ gì. Trước kia ai chửi là sân, giờ đây ngộ được không cần nghĩ chi. Trước đây vọng tưởng thường khi, giờ đây ngộ được lão phiền buông ngay. Ngộ được con xin tỏ bày, ngày ngày thanh tịnh thong dong về nguồn. Ngộ rồi hết đạo hết điên, không dính không mắc là yên mọi bề. Thiền thanh sao quá tuyệt vời, sống với Phật tánh muôn đời an vui. Tánh người là của luân hồi, sống với Phật tánh hết rồi tử sanh. Tánh người cứ mãi đua tranh, sống với Phật tánh tử sanh không còn. Tánh người tính toán mất còn, sống với Phật tánh không còn lo chi. Bận lòng suy tính làm gì, sống với Phật tánh buông đi nhẹ lòng. Nay con quyết một lòng son, học môn thiền học không còn trầm luân. Nay con quyết một lời thề, đời này giải thoát trở về quê xưa. Con xin hết ạ. Xin cảm ơn Phật tử Hoàng Thị Ngọc. Mời Phật tử trở về vị trí của mình. Vị tiếp theo là Phật tử Thiền Tông Nguyễn Thị Hài ở huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Phần trả lời 26 câu hỏi, Phật tử đã đạt 73%. Xin mời Phật tử Nguyễn Thị Hài bước lên trước micro tự đọc bài thơ kệ của mình và xin Đức Thế Tôn ứng chứng cho. Mời Phật tử. Nam mô giáo chủ Sa Bà Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đức Thế Tôn, tên con là Nguyễn Thị Hài, sinh năm 1954. Con có bài kệ 28 câu về thiền tông học. Kính xin Đức Thế Tôn ấn chứng cho con. Nâng niu huyền ký trên tay, cảm ơn thầy Nguyễn chỉ bày tận tâm. Con đường sáng rỡ thiền tông, cứu con ra khỏi trầm luân ta bà. Cảm ơn huyền ký Thích Ca, 25 thế kỷ hiện ra đất rồng. Chúng con vui sướng trong lòng, từ nay quyết bỏ cái vòng trần ai. Phật dạy chúng con nhớ bài, tu theo vật lý luân hồi phải đi. Lên trời xuống ngục rồi thì, làm người làm thú khi thì quả quỷ ma. Thiền tông dạy thoát ta bà, cái thấy cứ thấy, nghe thời cứ nghe. Thấy nghe thanh tịnh một bè, rơi vào bể tánh là quê vĩnh hằng. Ngày xưa Đức Phật dạy rằng, buông rừng thôi dứt niết bàn hiện ra. Lời truyền của Phật Thích Ca, 25 thế kỷ đưa ta về nhà. Muôn lần cảm ơn Phật Đà, bí mật truyền thiền bùng phát nơi đây. Năm châu bốn biển vui vầy, nếm được hương vị pháp màu Phật trao. Con đây xin nguyện một lời,
lâu xa bao đổi con rằng quyết đi. Ai người muốn thoát sầu bi, con xin gắng sức chỉ đi về nguồn. Phần trình bày của con đến đây là hết. Mô Phật. Xin cảm ơn Phật tử Nguyễn Thị Hài. Mời Phật tử trở về vị trí của mình. Vị tiếp theo là Phật tử Thiền Tông Nguyễn Thị Anh Na ở huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Phần trả lời 26 câu hỏi, Phật tử đã đạt 71%. Xin mời Phật tử Nguyễn Thị Anh Na bước lên trước micro, tự đọc bài thơ kệ của mình và xin Đức Thế Tôn ứng chứng cho. Mời Phật tử. Nam mô giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đức Thế Tôn, con là Nguyễn Thị Anh Na, chú quán thôn Tử Lâm, xã Đồng Minh, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Nay con đã ngộ thiền và con chiết xuất được 84 câu thơ, câu kệ. Hôm nay con xin đọc trước diện. Nam mô giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước kia con đã tu mù, suốt ngày cầu cúng hết trưa đến chiều. Ra chùa gõ mõ tụng kinh, chỉ thấy mỏi mệt chẳng linh chút nào. Sách thiền nhân ngọ ban trao, pháp thiền thanh tịnh không vào trầm luân. Thiền tông không phải dụng công là phải đi trong luân hồi. Phật ơi, con đã hiểu rồi, pháp thiền nhất tự hết rồi trầm luân. Phật dạy tu một xứ thôi, buông rừng thôi rớt là thôi luân hồi. Chỉ cần bỏ chuyện thế gian, để tâm thanh tịnh niết bàn hiện ra. Lời dạy của Phật Thích Ca, khi thấy chỉ thấy, thấy rồi là thôi. Thiền tông không đứng không ngồi, không quán không tưởng luân hồi dừng ngay. Thiền tông Đức Phật chỉ bày, chỉ cần thanh tịnh thấy ngay niết bàn. Tất cả những chuyện thế gian, không dính không mắc không màn làm chi. Ngày xưa Đức Phật dạy thì, tâm mình thanh tịnh là y niết bàn. Lời dạy của Phật Thích Ca, pháp môn thiền học thoát ra luân hồi. Vâng lời Phật dạy con thôi, thôi tụng, thôi niệm, thôi đi cúng cầu. Ham muốn đời được thành thôi, đi tìm công đức về nơi quê nhà. Đường về Phật giới không xa, con quyết thuộc lối vượt qua luân hồi. Ngày xưa, gần 20 năm, tôi tìm cầu, tìm nơi giải thoát chẳng thấy đâu. Lập đàn, lập miếu tôi cầu cúng, gõ mõ tụng kinh suốt đêm ngày. Tối như đêm, ngày như mực, chẳng biết đâu là đường lối thoát thân. Đêm ngày gõ mõ tụng kinh, hết chùa trở lại nhà mình mà tu. Cố cầu xin Phật ứng hiền, cứu mình khỏi chốn oan khiên đọa đày. Vượt qua bể khổ kiếp này, hết oan hết ức hết ngày trầm luân. May mà gặp ngọ gặp phân, mang cho đài sách tôi dần hiểu ra. Ngày đêm tôi đọc tôi nghe, tôi ngộ ra rồi tôi đã tu sai. Đức Phật không dạy tu cầu, không dạy lại lục cầu siêu bao giờ. Đức Phật dạy sáu pháp tu, năm pháp vật lý còn trong luân hồi. Pháp sáu Ngài dạy con thôi, luân hồi sinh tử xa rồi với con. Thánh Phật bốn thứ hằng còn, chân như thanh tịnh là hòn chân Ngọc Châu. 16 thánh Phật bấm sâu, tham tài tham sắc kéo lâu luân hồi. Cho nên Đức Phật dạy thôi, buông tụng thôi, buông rừng thôi rất là thôi luân hồi. Muốn được giải thoát phải thôi, thôi tìm thôi kiếm hết rồi trầm luân.
Đức Phật dạy, ta chỉ dừng nếu ta dừng được luân hồi dừng ngay. Thiền tông chẳng lạy cầu ai, tâm mình thanh tịnh là đây niết bàn. Dừng bỏ những chuyện thế gian để tâm thanh tịnh niết bàn hiện ra. Tánh người tham tưởng dần xa, Phật tánh hiển lộ là xa luân hồi. Thế là con được thành thôi, về với Phật giới là nơi quê nhà. Phật ơi, con cảm ơn Ngài, Phật cho nguồn thiền chảy đến Việt Nam. May mà có Thầy Nguyễn Nhân nắm được nguồn thiền viết sách tung ra. Năm châu bốn biển nhận ra, môn thiền thanh tịnh hiện ra niết bàn. Từ đây hết khổ hết nan, ai biết pháp thiền hẳn về nhà xưa. Gặp ai dù sớm hay chưa, họ muốn giải thoát con đưa sách địa thiền. Họ hỏi con giải đáp liền, tu thiền một chữ không phiền không mong, chỉ cần thôi dứt là xong, không bàn không luận là không luân hồi. Hết ạ. Xin cảm ơn Phật tử Nguyễn Thị Anh Na, mời Phật tử trở về vị trí của mình. Vị tiếp theo là Phật tử Thiền Tông Nguyễn Thị Lan ở huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. Phần trả lời 26 câu hỏi, Phật tử đã đạt 75%. Xin mời Phật tử Nguyễn Thị Lan bước lên trước micro tự đọc bài thơ kệ của mình và xin Đức Thế Tôn ứng chứng cho. Mời Phật tử. Nam mô giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tên là Nguyễn Thị Lan, sinh năm 1958, cư ngụ tại thôn Đồng Văn, thị trấn Đồng Lê, Lê Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình. Hôm nay con có bài kệ 32 câu nói lên sự ngộ thiền của con. Mong xin Đức Thế Tôn ấn chứng cho con. Bấy lâu tôi mãi kiếm tìm trong vật lý, tìm hoài không ra, quyết sao tìm được đường ra, con đường giác ngộ thoát ra luân hồi. Đời con sung sướng bồi hồi, được người bạn đạo tặng cho sách thiền. Sách thiền là của Phật Thích Ca, người biên soạn lại là Thầy Nguyện Nhân. Trong sách Thầy chỉ rõ ràng, tánh người sanh tử Phật thời vô sanh, tánh Phật thanh tịnh hiền lành, tánh người sanh tử làm người đạo điên. Nay nghe lời dạy của Thầy, buông dừng thôi dứt tự sanh hết liền. Lâu nay Phật dạy con buông, không nghe lời Phật luân hồi con theo. Linh Sơn Phật dạy tông thiền, tâm mình thanh tịnh việc chi cũng lìa. Phật giới ở phía bên kia, muốn về bên ấy phải tu nhất thiền. Lòng từ phải quyết chớ quên, tạo nhiều công đức để về quê xưa. Tu thiền chẳng sớm chẳng trưa, để tâm thanh tịnh không ưa luân hồi. Phật ơi, con đã ngủ rồi, thế gian luân chuyển kéo con luân hồi. Ngày xưa Phật dạy con thôi, mà con không biết nên trôi luân hồi. Cảm ơn Đức Phật con buông, buông đi tất cả là buông luân hồi. Bởi vậy con nguyện lòng con giữ gìn thiền học còn hoài thế gian. Con xin hết, mong Đức Thế Tôn dẫn cho con. Xin cảm ơn Phật tử Nguyễn Thị Lan, mời Phật tử trở về vị trí của mình. Vị tiếp theo là Phật tử Thiền Tông Trần Thị Lâm ở huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Phần trả lời 26 câu hỏi, Phật tử đã đạt 69%. Xin mời Phật tử Trần Thị Lâm bước lên trước micro tự đọc bài thơ kệ của mình và xin Đức Thế Tôn ứng chứng cho. Mời Phật tử. Nam mô giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tên là Trần Thị Lâm. Hôm nay con có 48 câu kệ, xin Đức Thế Tôn ấn chứng cho con. Bài thứ nhất. Nhiều năm tôi cúng tôi cầu, xem bói bốc quẻ tìm cầu bình an, niệm Phật tụng kinh cầu an, mang về lục quốc an nhàn vui chơi.
duyên lớn gặp được sách thiền, lần lượt đọc hết thấy thiêng vô cùng, huyền ký Phật dạy khắp vùng, con đã nhận được hết niềm nầm mê. Tánh người là thứ lê thê, nó tưởng đủ thứ vào mê luân hồi, tham sân chấp kiến lôi thôi, thọ nhận tất cả để rồi trầm luân, muốn hết trầm luân phải dừng, là thiền một chữ hết chứng luân hồi. Chỉ cần dừng dứt buông thôi, không dính không mắc luân hồi bỏ ta. Sống ở trong cõi ta bà, chả vay vay chả biết ngày nào ra, nghe lời Đức Phật Thích Ca, tạo nhiều công đức để dành về quê. Quê xưa chỉ một đường về, hải triều dương ấy đường về quê xưa, Phật giới quê cũ ngày xưa, sống với Phật tánh hết ưa luân hồi. Bây giờ con đã hiểu rồi, giúp người duyên lớn hiểu thời như con. Con nay nhất quyết lòng son, quyết thu thanh tịnh lòng con quyết gìn. Cảm ơn Đức Phật Thích Ca, cảm ơn Thầy dạy tuyệt hay môn thiền, cảm ơn các tổ truyền riêng, để môn thiền học lưu truyền dài lâu. Bài thứ hai. Tánh Phật có từ ngàn xưa, ham kiếm thân Phật mới ưa luân hồi, đi vào tam giới rong chơi, bị hút vật lý luân hồi phải đi. 16 tứ tánh nó ghì, nó tưởng đủ thứ phải đi luân hồi. Tham sân kiến chấp đầy vơi, ham danh tài sắc bị gông luân hồi. Muốn hết luân hồi phải thôi, thôi tìm, thôi kiếm, thôi luôn luận bàn. Luận bàn chuyện của thế gian, không buông dừng được thế gian buộc ràng. Vật chất là của trần gian, tạo nhiều công đức đưa lần về quê. Ham muốn mãnh liệt về quê, trở về Phật giới quê xưa của mình. Con xin hết. Xin cảm ơn Phật tử Trần Thị Lâm. Mời Phật tử trở về vị trí của mình. Vị thứ 8 là Phật tử Thiền Tông Đinh Thị Duyên ở huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. Phần trả lời 26 câu hỏi, Phật tử đã đạt 71%. Xin mời Phật tử Đinh Thị Duyên bước lên trước micro, tự đọc bài thơ kệ của mình và xin Đức Thế Tôn ứng chứng cho. Mời Phật tử. Nam mô Bổn Sư Thích, Nam mô Giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô mười phương chư Phật. Con tên là Đinh Thị Duyên. Sinh năm 1957, ở hiện cư ngụ tại thôn Hòa Bình, xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. Hôm nay con có bài kệ 46 câu nói lên sự ngộ thiền của con. Con xin Đức Thế Tôn và mười phương chư Phật ấn chứng cho con. Và kính thưa ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu cùng các quý vị có mặt hôm nay đều chứng minh cho tôi. Con xin đọc bài kệ. Cúi đầu lạy Phật, cúi đầu kính lạy Phật ngài, mười phương chư Phật chỉ bày cho con. Bao năm lặn lội mỏi mòn, chùa to chùa nhỏ, chùa gần chùa xa, dùng công quán tượng Phật Đà, tụng kinh niệm Phật, lạy cầu vãi sinh. Đầu năm cầu được bình an, mỗi nhà mỗi xứ đệ trình Thế Tôn, mong rằng năm ấy an lành, làm ăn may mắn, lộc tài an khang. Rồi đến tháng tư hàng năm, đóng tiền góp bạc cúng dường trai tăng. Rồi đến tháng bảy hàng năm, đóng tiền góp của cầu siêu ông bà, vu lan báo hiếu mẹ cha, mong cho cha mẹ ông bà siêu sanh. Bao năm lặn lội tu, bao năm cầu đạo tu hành, rốt rồi chẳng được an lành bình an, may nhờ gặp pháp môn thiền, nghe được giải thoát Thiền Tông Phật truyền.
May rồi con có đại duyên, bản tụy đồng hỡi sách thiền tặng ban. Nắng hè trưa ấy chói chang, tụy đưa mười quyển rộ ràng thiền tông. Cảm ơn Đức Phật Thế Tôn, con đọc mười quyển thiền tông học truyền. Bây giờ con đã ngộ ra, càng đọc lòng lại sáng ra ánh thiền. Buông dừng thôi dứt vạn duyên, dừng tìm dừng kiếm dừng luôn luận bàn. Thiền tông Phật dạy rõ ràng, chỉ cần thanh tịnh là an muôn đời. Thiền tông đơn giản vậy thôi, chỉ cần thanh tịnh luân hồi lìa đi. Nay con đã biết thiền tì, không quán không tưởng không chi dính mình. Thiền tông không phải lặng thinh, những việc trước mắt mình đừng dính theo. Thiền tông không sợ giàu nghèo, cứ sống thanh tịnh không theo thứ gì. Ai muốn giải thoát một khi, buông dừng thôi dứt tức thì hết luôn. Giờ đây con đã thấm nhuần một lòng ham muốn trở về quê xưa. Hằng ngày tinh tấn say sưa, vượt qua bể khổ để về nhà xưa. Con xin hết tới bài. Xin cảm ơn Phật tử Đinh Thị Duyên, mời Phật tử trở về vị trí của mình. Vị tiếp theo là Phật tử Thiền Tông Huỳnh Thị Phím ở thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Phần trả lời 26 câu hỏi, Phật tử đã đạt 71%. Xin mời Phật tử Huỳnh Thị Phím bước lên trước micro, tự đọc bài thơ kệ của mình và xin Đức Thế Tôn ứng chứng cho. Mời Phật tử. Sinh năm 1953, con xin có bài kệ 54 câu, con xin trình với Đức Thế Tôn và mười phương chư Phật ứng chứng cho con. Nam mô Di Phật, con xin đọc. Quê con đất mũi Cà Mau, rừng vàng biển bạc có nhiều dòng sông. Chùa chiền thì lại rất đông, chùa cũng chùa lại chớ không chùa thiền. Nhiều người cầu lại lâu điên, cầu xin lại lục không thiên cầu hoài. Mai sao gặp được cậu hai, dẫn ra thiền thất tựa là hoa sen. Nghe qua họp chỗ con cần, được cho sách mấy con lần hiểu ra. Đây là lời giải thích ca, đến thời mạt pháp phổ ra đất rộng. Thiền tông không phải dụng công, chỉ cần thanh tịnh ở trong lòng mình. Khi biết con cứ lặng thinh, thấy nghe nói biết mình đừng chạy theo. Tu thiền bất luận giàu nghèo, tâm mình thanh tịnh hiểm nghèo vượt qua. Con đây ở tận phương xa, diễn chùa Tân Diệu nhận ra lời vàng. Tâm con nay được bình an, biết môn thiền học không còn lo âu. Ngày xưa không biết khổ sầu, đọc sách bát nguyện không cầu lại ai. Bác nhân viết sách quá hay, ai đà cũng biết cầu ai bây giờ. Đến chùa thầy dạy đơn sơ, mà được giải thoát vượt bờ tử sanh. Thiền tông Đức Phật dạy rành, thấy nghe thanh tịnh mình không sanh điều gì. Tánh Phật chợt nhận một khi, rơi vào chỗ thấy chính đây cội nguồn. Tánh Phật là tánh hằng luôn, tánh người vọng tưởng phải tuôn theo trần. Thiền tông tu tập lần lần, biết tạo công đức con lần về quê. Quê xưa chỉ một đường về, pháp môn thiền học không còn, không hề dụng công. Thiền tông Phật dạy chữ không, không dính không mắc là không luân hồi. Thiền tông tu một chữ thôi, con mà thôi được luân hồi bỏ con. Nay con quyết một lòng son, buông dừng thôi dứt không còn trầm luân. Thiền tông tu một chữ dừng, dừng tìm dừng kiếm là dừng tử sanh. Hôm nay con hiểu lời Ngài, biết trong quy luật thế gian những gì. Ham cầu những chuyện linh thiêng,
là của vật lý con liền chánh xa. Những lời của Phật Thích Ca, những lời thầy dạy con ghi trong lòng. Thiền tông phổ khắp núi sông, nếu ai nhận được là sông luân hồi. Nam mô giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con xin hết. Xin cảm ơn Phật tử Huỳnh Thị Phím, mời Phật tử trở về vị trí của mình. Vị thứ 10 là Phật tử Thiền Tông Đỗ Thị Hải ở huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Phần trả lời 26 câu hỏi Phật tử đã đạt 75%. Xin mời Phật tử Đỗ Thị Hải bước lên trước micro, tự đọc bài thơ kệ của mình và xin Đức Thế Tôn ứng chứng cho. Mời Phật tử. Nam mô giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tên con là Đỗ Thị Hải, ở huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Hôm nay con xin trình bày 38 câu kệ của con, xin Đức Thế Tôn và mười phương chư Phật ấn chứng cho con. Dù bạn ở tận nơi đâu, hãy mau tỉnh mộng để quay tìm về. Cội nguồn xưa cũ chính quê, đó là Phật giới chốn quê hương mình. Vào trong tam giới nhiều nơi, âm dương cuốn hút để rồi mãi đi. Mãi trồng cây nghiệp vậy thì thọ nhận lấy quả để đi luân hồi. Khổ đau chỉ biết kêu thôi, tại sao con khổ ông trời bất công. Vật lý cứ mãi đua tranh, tưởng tham chấp giữ chí mình phàm phu. Ma vương dẫn nối đưa đường, bạn tôi lạc bước lìa xa cội nguồn. Để rồi chịu mãi đau thương, cứ mãi lầm lạc không đường thoát ra. Theo như lời dạy, theo như huyền ký thầy ta, 25 thế kỷ phổ ra đất rồng, mở ra một cõi thiền tông, ai mà nhận biết hết lầm hết mê. Thiền tông chỉ rõ lối về, tâm mà thanh tịnh nhận ra rõ ràng. Chỉ cần thực hiện dứt buông, dừng thôi vật lý chi phàm u mê, là ta đã rõ lối về. Còn cần vật liệu xây nhà pháp thân, tạo ra công đức rất cần. Những người lạc bước nhận ra mê lầm, khi hết duyên nghiệp trần gian, thì được tự tại rời sang quê nhà. Quê hương không có khen chê, không có đau khổ lê thê lão phiền, chỉ có thanh tịnh bình yên, hòa cùng chư Phật bình yên đời đời. Đời con đại phúc Phật ơi, lời vàng Phật tổ cứu đời chúng con. Cầu cho chính pháp hằng còn, cứu cho nhân loại thoát miền u mê. Xin hết ạ. Xin cảm ơn Phật tử Đỗ Thị Hải. Mời Phật tử trở về vị trí của mình. Vị thứ 11 là Phật tử Thiền Tông Nguyễn Thị Thanh ở thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Phần trả lời 26 câu hỏi Phật tử đã đạt 69%. Xin mời Phật tử Nguyễn Thị Thanh bước lên trước micro, tự đọc bài thơ kệ của mình và xin Đức Thế Tôn ứng chứng cho. Mời Phật tử. Nam mô giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tên con là Nguyễn Thị Thanh. Sau đây con xin đọc bài thơ ngộ thiền của con, 28 câu. Bao năm tìm kiếm pháp màu, con tìm pháp Phật để an tâm mình. Con làm những chuyện linh tinh, không đầu không cuối còn hoài khổ đau. May thay duyên lớn phước đầy, thiền tông tân diệu phổ ngay pháp thiền.
Mở ra con đọc sách niền, Thiền Tông dẫn nối đưa con về nguồn. Nghe lời Phật dạy con luôn, luôn luôn thanh tịnh dứt dây luân hồi. Vâng lời Phật dạy con thôi, thôi đi mọi chuyện luân hồi bỏ con. Con xin ghi tạc lòng son, ai có duyên lớn con liền giúp cho. Giúp người hết khổ hết no, cùng về quê cũ hết no hết phiền. Con nay đã đủ phước duyên, nhận thiền thanh tịnh hết liền tử sanh. Từ nay không còn đua tranh mà được tử sanh kéo mình. Nhận thiền con cứ lặng thinh, buông rừng thôi dứt là mình về quê. Quê xưa chỉ một đường về, về quê bẻ tánh là mình thảnh thơi. Phật ơi con đã ngộ rồi, pháp thiền thanh tịnh cứu đời của con. Thiền tông Phật dạy con buông, giúp con giải thoát không còn thử sanh. Kính thưa Đức Thế Tôn và mười phương chư Phật chứng minh cho con ạ. Mô Phật ạ. Xin cảm ơn Phật tử Nguyễn Thị Thanh. Mời Phật tử trở về vị trí của mình. Vị thứ 12 là Phật tử Thiền Tông Huỳnh Thị Diệu Hằng ở thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Phần trả lời 26 câu hỏi Phật tử đã đạt 69%. Xin mời Phật tử Huỳnh Thị Diệu Hằng lên trước bục micro. Vì lý do sức khỏe, Phật tử Huỳnh Thị Diệu Hằng không tự đọc bài kệ được. Xin mời Phật gia Lê Văn Hải sẽ đọc giúp Phật tử. Xin mời. Nam mô giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa bác Nguyễn Nhân, kính thưa ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu, con tên là Lê Văn Hài, cư ngụ ấp ba xã An Xuyên, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Xin đọc hộ cho Huỳnh Thị Diệu Hằng, cư ngụ ấp ba xã An Xuyên, thành phố Cà Mau. Xin mười phương chư Phật, ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu chứng nhận cho Huỳnh Thị Diệu Hằng. Con xin đọc bài kệ. Thiền tông chạy đến đất rồng, con nay nhận được thôi mong tìm cầu. Quyền ký Phật dạy từ lâu, vì con không biết cứ cầu lại sinh. Sớm xưa cầu lại nhất mình, mong cầu quyền diệu chẳng linh chút nào. Thiền tông nghe trước nhận sau, chỉ cần thanh tịnh nhận ngay tánh mình. Thấy vậy con cứ lặng thinh, khi thấy chỉ thấy mình đừng chạy theo. Không cần lội suối qua đèo, thấy nghe thanh tịnh hiểm nghèo vượt qua. Đây là lời giải Thích Ca. Buông dừng thôi dứt vượt qua luân hồi, thiền tông tu một chữ thôi. Thôi đi tất cả luân hồi bỏ con, từ nay con quyết lòng son. Để tâm thanh tịnh không còn trầm luân, từ nay con biết chữ dừng. Con mà dừng được luân hồi dừng ngay. Hôm nay trước điện của Ngài, con nay nhận được xin Ngài chứng minh. Con xin hết. Xin cảm ơn hai vị. Mời hai vị trở về vị trí của mình. Vị thứ 13 là Phật tử Thiền Tông Đỗ Thị Phượng ở thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Phần trả lời 26 câu hỏi Phật tử đã đạt 75%. Xin mời Phật tử Đỗ Minh Phượng bước lên trước micro, tự đọc bài thơ kệ của mình và xin Đức Thế Tôn ứng chứng cho. Mời Phật tử. Nam mô giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đức Thế Tôn, con Đỗ Minh Phượng cư ngụ tại số nhà 155 đường Chùa Hà, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Sau đây con xin đọc bài kệ nói lên sự ngộ thiền của con. Kính xin Đức Thế Tôn và mười phương chư Phật ấn chứng cho con. Phật ơi, con cảm ơn Ngài dẫn đường chỉ nối con vào Thiền Tông. Xưa kia con cứ mong cầu mà đường giải thoát không sao tỏ tường. Lòng con vẫn quyết tìm đường, sớm chiều nghiên cứu đạo màu Thích Ca. Đầu tiên cầu cúng khắp nhà, con trì kinh sách và hành mật tông. Rồi con cũng niệm Di Đà và con nghe tiếp Vipassana môn thiền. Rồi con lại hiểu tiếp thêm Kim Cang Bảo Đàn kinh Phật dạy chi, kinh Duy Ma Cật dạy gì mà sao lòng vẫn không đường nào thông.
nghe nhiều con nghiệm ra rằng chính tâm thanh tịnh là đường đạo khai. Ví như khúc gỗ trôi sông mà không dính mắc sẽ trôi về nguồn. Thế rồi con nên mạng tìm hỏi tâm thanh tịnh là gì Phật ơi. Vào ngay trang mạng Thiền Tông, con đọc thấy hút sách con mua về. Xem xong sáng tỏ mọi bề, Như Lai hoài bão chính là Thiền Tông. Dạy người thoát khỏi mê lầm, nhập Phật chi kiến là xưa của mình. Sách Thiền 10 quyển chứng minh, nhiều người đã ngộ khắp cùng Nam Châu. Đặc biệt thực tế tuyệt vời, sách Thuận khoa học tỏ tường chi ni. Nói rõ vũ trụ có gì, Phật giới tam giới hai nơi rõ rành. Quy luật vật lý quấn nhanh, con đường giải thoát thoát sanh tử rồi. Công thức công đức về thôi, ham muốn mãnh liệt để trôi về nguồn. Giờ đây con đã tỏ tường, tánh người tánh Phật rõ đường về quê. Tánh Phật bốn thứ cận kề, từ quang bao bọc chẳng hề mất đi. Luôn luôn thanh tịnh hằng chi, không lập chi kiến không gì dính ta. Tánh người là tánh chấp ta, vọng không vọng có lên hoài trầm luân. Âm dương vật lý điện từ, kéo vọng không có xây thành vô minh. Rồi thêm chấp ngã nghiệp mình, bị xuôi bị khiến linh thiêng cột vào. Tạo ra suy nghĩ đạo điên, kéo theo hành động khiêng nhân quả vào. Đến đây con đã biết sao, sống với chân tánh là an quê nhà. Buông rừng thôi chuyện thế gian là sống Phật tánh chủ an trong lòng. Phật tánh hằng hữu thấy nghe, thấy đừng trông thấy là đây niết bàn. Cảm ơn Đức Phật Thế Tôn truyền pháp giải thoát chúng con nhận thiền. Cảm ơn 36 tổ thiền, cảm ơn vua Võ Tắc Thiên muôn vàn. Cảm ơn Long Nữ Long An huyền ký hậu thế Thiền Tông ra đời. Cảm ơn Thầy Chánh Huệ Phong, Thầy Nguyễn Nhân đã dày công phổ thiền. Cảm ơn Chính phủ Việt Nam cùng các cấp đã giúp thiền phổ ra. Cảm ơn bá tánh gần xa đã giúp thiền học lở hoa Ta Bà. Cảm ơn Phật gia Long An, Quế Nan Nguyễn Thị rõ ràng trợ duyên. Hôm nay con có nhân duyên góp công phổ biến Thiền Tông lâu dài. Con xin cảm ơn, xin hết ạ. Xin cảm ơn Phật tử Đỗ Minh Phượng. Mời Phật tử trở về vị trí của mình. Vị thứ 14 là Phật tử Thiền Tông Võ Thị Tươi ở thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Phần trả lời 26 câu hỏi, Phật tử đã đạt 69%. Xin mời Phật tử Võ Thị Tươi tự đọc bài thơ kệ của mình và xin Đức Thế Tôn ứng chứng cho. Mời Phật tử. Con là Võ Thị Tươi, sinh năm 1937 tại Bà Rịa Vũng Tàu. Con xin Đức Thế Tôn và mười phương chư Phật ấn chứng cho con đọc bài kệ 36 câu. Con xin đọc: Thiền Tông truyền đến đất rồng, tạ Long An Tân Diệu Thiền Tông Phật truyền. Nhân duyên con nhận pháp riêng của Đức Phật dạy truyền riêng đất rồng. Lòng con nay được thông dông, con trong con xá hết mê lầm ngày xưa. Ngày xưa con mãi cúng cầu, cầu xin giải thoát khỏi nơi Ta Bà. Hôm nay con đã hiểu ra, muốn mà giải thoát học Thiền Thích Ca. Thiền Tông Phật đã dạy ra, buông dừng thôi dứt là xa luân hồi. Nay con đã hiểu ra rồi, tánh người 16 vẫn trôi luân hồi. Tánh Phật rỗng lặng hằng tri, đưa người thanh tịnh để đi về nhà. Tánh người tham tưởng bao la, tạo ra nhân quả trong tam giới này. Hôm nay con đã nhận ra, con nguyện giải thoát ở trong kiếp này. Kính nguyện ơn trên Phật Ngài, trợ duyên con được trở về quê xưa. Công thức con được truyền thiền, tiền thừa, tạo thêm công đức tìm đường về quê. Ngày xưa Đức Phật dạy dừng,
Hôm nay con biết phải dừng làm sao. Ham muốn mãnh liệt thêm vào, giúp tâm thanh tịnh là đây nếp bàn. Từ nay chuyện của thế gian, con nguyện dứt bỏ không mang thêm vào. Linh đài Đức Phật truyền trao, được truyền bí mật nhận ra tánh mình. Cảm ơn Đức Phật Thích Ca truyền lại quyền ký nay con ngộ thiền. Cảm ơn Thầy Nguyễn Công Nhân dạy con công thức biết đường về quê. Và con xin cảm ơn mọi người. Cảm ơn Phật tử Võ Thị Tươi. Vị tiếp theo là Phật tử Thiền Tông Phạm Minh Ngọc ở huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau. Phần trả lời 26 câu hỏi Phật tử đã đạt 71%. Xin mời Phật tử Phạm Minh Ngọc bước lên trước micro tự đọc bài thơ kệ của mình và xin Đức Thế Tôn ứng chứng cho. Mời Phật tử. Nam mô Giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đức Thế Tôn, con là Phật tử Phạm Minh Ngọc, con có bài kệ 84 câu. Xin nói lên sự ngộ thiền của con, xin Đức Thế Tôn ấn chứng cho con. Ta bà là cõi trầm luân, tử sanh, sanh tử luân hồi đi quanh, ở trong tam giới đua tranh, lên cao rồi xuống địa lao bao lần. Tỷ đời sống kiếp vô minh, hôm nay con nhận ánh thiền Phật trao. Phật trao là hết chiêm bao, từ đây con hết sống đời vô minh. Xưa kia con tưởng con cầu, xin xăm bói quẻ lập đàn cúng sao. Rồi thêm xuống biển lên rừng, ở đâu linh ứng là con đi cầu. Lại thêm niệm chú quán thân, trăm phương nghìn cách con cầu vô sanh. Phật ôi đại phúc duyên lành, quyền ký con đọc lệ chàng con tuôn. Muôn ngàn bảo táp vô thường, muôn ngàn bảo táp tánh người dối gian. Quyền ký vẫn cứ kiên ngang, tuôn ngàn lý đạo xóa đời vô minh. Mở đường nhân loại chúng sinh, ngộ ra là nhận tánh mình chân như. Nhận ra hai tánh rõ ràng, tánh về quê cũ, tánh đi luân hồi. Xưa kia con khổ chẳng vơi, trong thân có báu, con lần nơi mô. Báu màu Phật tánh trong lòng, kim ngân châu báu nước non không bằng. Không già không chết chẳng sanh, không thêm không bớt, đó là chân như. Phật ơi tỷ kiếp ngàn đời, con mù đôi mắt bây giờ mở ra. Yêu thiền yêu rất thiết tha, ta bà Phật giới bây giờ mở ra. Xưa kia cứ mãi bôn ba, thiền thanh nhất tự ta bà chánh xa. Phật dạy thoát ra ta bà, vạn năm mới có một lần mà thôi. Thiền thanh nhất tự người ơi, buông dừng thôi dứt hết đời tử sanh. Thiền thanh vốn chẳng đua tranh, tự nhiên thanh tịnh là về quê xưa. Thiền thanh như thể đò đưa, lỡ rồi một chuyến ngàn đời trầm luân. Tạo nhiều công đức rất cần, công đức phương tiện để về nhà xưa. Thầy ơi cảm đức ơn thầy, gian nan thầy vẫn hiên ngang phổ thiền. Thầy không quản nắng chiều mưa, dùng nhiều phương tiện khơi dòng thiền tông. Từ đây chạy khắp non sông, chạy ra thế giới, chạy về năm châu. Lời thầy nghe mãi rất sâu, dù đi đâu đó có thầy gần bên. Thầy là chùm khắp mọi miền, khi lên YouTube nghe liền thiền tông. Ngàn câu hỏi vạn câu cầu, thầy đều giải trắng tận cùng mối nghi. Xé tan màn tối ta bà, mở đường Phật giới con về quê xưa. Giác ngộ là có những gì, giải thoát là có những chi phải tường. Tam giới phải rõ thông đường, nơi đâu tam giới, nơi nào vô sanh. Tu gì còn phải trầm luân, tu chi giải thoát, tu ta thời tu ngay.
Thân người là đã vô thường, sanh già bệnh chết, nghiệp thời đeo mang. Danh cao tiếng có thế nào, hiểu biết thiền học là đời hết luân. Con người vốn có nghiệp duyên, đại duyên con mới bén duyên với thiền. Nghe như rót mật vào tai, nghe tối, nghe sáng, nghe ngày, nghe đêm. Nghe cho trong sáng tâm hồn, nghe cho tâm tánh không còn trong gai. Nghe cho tàn thức một mai, nghe cho tâm sáng thấy đường về quê. 25 thế kỷ qua rồi, về được Phật giới ngàn đời vô sanh. Cảm ơn Phật tổ chỉ bày, 36 vị tổ con đây nằm lòng. Cảm ơn thầy Nguyễn Công Nhân cùng ban quản trị Thiền Tông Đất Rồng. Con xin hết, con xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn Phật tử Phạm Minh Ngọc. Mời Phật tử trở về vị trí của mình. Vị tiếp theo là Phật tử Thiền Tông Nguyễn Thị Yến ở thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Phần trả lời 26 câu hỏi Phật tử đã đạt 73%. Xin mời Phật tử Nguyễn Thị Yến bước lên trước micro tự đọc bài thơ kệ của mình và xin Đức Thế Tôn ứng chứng cho. Mời Phật tử. Nam mô Giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là con được truyền thiền, con rất là mừng. Con xin mười phương chư Phật chứng minh cho con. Sau đây là bài kệ của con 30 câu. Con xin Đức Thế Tôn chứng minh. Con xin kính lạy mười phương chư Phật chư Tổ đưa đường cho con. Thiền Tông Phật dạy sắc son, lại về đất Quảng cho con ngộ thiền. Cũng nhờ gặp được bạn hiền tận quyển quyền ký, con liền nhận ra Thiền Tông chỉ rõ quê nhà, mười phương chư Phật là nhà của con. Thiền Tông không đứng không ngồi, không quán không tưởng, bỏ rồi công phu. Từ nay con hết ngồi tu, vì tu thành tựu cái ngu hoành hành. Thiền Tông không có đi quanh, thẳng đường một lối lanh quanh không còn. Thiền Tông cũng phải, phiền não cũng phải dần mòn, tánh người chấp ngã cũng mòn dần theo. Từ nay con đã biết thôi, thôi theo vật lý là thôi luân hồi. Phật ơi con đã ngộ rồi, buông dừng thôi dứt hết rồi khổ đau. Phật tánh hiển lộ thật mau, huyền ký công bố con mau tu thiền. Phật tánh thanh tịnh là thiền, thấy nghe nói biết nhận liền tánh chơn. Con luôn cảm kính biết ơn, ơn trên Phật tổ cho con pháp thiền. Pháp thiền tuyệt mật thiêng liêng, cho con duyên lớn hiên ngang về nguồn. Con mừng nước mắt lại tuôn, vì có công đức về nguồn quê xưa. Con xin mười phương chư Phật chứng minh cho con. Xin cảm ơn Phật tử Nguyễn Thị Yến. Mời Phật tử trở về vị trí của mình. Vị tiếp theo. Con xin cảm ơn đầu tiên là anh Bùi Đức Phú và chị Nguyễn Thị Kim Châu, sau nữa là em Sương và chị Nguyễn Thị Hoa ở Đà Nẵng. Đó là người, những người mà giúp đỡ cho con gặp được pháp môn Thiền Tông. Phật tử. Vị tiếp theo là Phật tử Thiền Tông Trần Công Như ở thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Phần trả lời 26 câu hỏi Phật tử đã đạt 71%. Xin mời Phật tử Trần Công Như bước lên trước micro tự đọc bài thơ kệ của mình và xin Đức Thế Tôn ứng chứng cho. Mời Phật tử. Con là Trần Công Như, sinh năm 1968, cư ngụ tại khối 2, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam. Sau đây con xin đọc bài kệ 40 câu nói lại sự ngộ thiền của con. Xin Đức Thế Tôn và mười phương chư Phật chứng minh cho con. Sau đây con xin đọc bài kệ. Nam mô Giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bấy lâu con mãi đi tìm, cố tìm cho được con đường về quê. Dụng công cố gắng đem về, cứ quán cứ tưởng chẳng hề thở than. Khi xưa chưa biết con tìm, hôm nay con biết không tìm mà chi.
Phật tánh vốn có trong mình, nay con đã biết nẻo về chốn xưa. Hôm nay biết được Phật thừa, nhìn xem qua mạng có chùa Thiền Tông. Thiền Tông huyền ký theo dòng, phước con nay đã đến rồi Phật ơi. Lòng con vui sướng rạng ngời, cảm ơn Đức Phật để lời vàng son, để cho hậu thế biết đường tu sao giải thoát, tu sao luân hồi. Chỉ cần dừng dứt buông thôi, luân hồi nhiều kiếp nhiều đời không theo. Hôm nay con đã ngộ rồi, Thiền Tông Phật dạy sáng ngời trong con. Tánh thấy cứ thấy lặng nhìn, thân tâm thanh tịnh luân hồi dứt ngay. Thiền Tông nay mọc đất rồng, nếu muốn giải thoát tìm nguồn Thiền Tông. Đời này con quyết một lòng tạo nhiều công đức để còn về quê. Cảm ơn Phật Tổ chỉ đường, hoa thiền đã nở rạng ngời trong con. Nay con đã quyết lòng son tìm đường giải thoát không còn dây dưa. Cảm ơn Phật Tổ chỉ đường để mạch nguồn thiền vượt đường ra khơi. Thiền Tông tân diệu đất rồng, nhà nhà đều biết an lòng chung vui. Nhớ ơn Đức Thảo ngậm ngùi đã giữ mạch nguồn truyền lại đời sau. Nguyễn Nhân sẵn giả tiếp dòng là người dẫn dắt mạch nguồn Thiền Tông. Con nay quyết chí một lòng, một đời giải thoát không còn trầm luân. Con xin hái vậy. Xin cảm ơn Phật tử Trần Công Như. Mời Phật tử trở về vị trí của mình. Vị thứ 18 là Phật tử Thiền Tông Bùi Thị Bùi ở huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội. Phần trả lời 26 câu hỏi, Phật tử đã đạt 71%. Xin mời Phật tử Bùi Thị Bùi bước lên trước micro, tự đọc bài thơ kệ của mình và xin Đức Thế Tôn ứng chứng cho. Mời Phật tử. Nam Mô Giáo Chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Nam Mô Mười Phương Chư Phật. Kính thưa Thầy Nguyện Nhân. Kính thưa Ban Quản trị Chùa Thiền Tông Tân Diệu. Kính thưa tất cả các thiền gia và Phật gia. Kính thưa tất cả các quý vị, quý khách Phật tử xa gần. Chúc khỏe các vị luôn luôn mạnh khỏe. Tên con là Bùi Thị Bùi, quê quán Đồi Sen, huyện Thạch Thất. Quê quán Đồi Sen, xã Bình Yên, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội. Tên con là Bùi Thị Bùi, con sinh năm 1941. Con xin đọc bài kệ của con là 26 câu như sau. Năm mươi tuổi tìm đường học đạo để hiểu đường giáo lý Phật trao. Sớm chiều lễ lạy hương hoa được về cực lạc thoát vòng trầm luân. Bây giờ gặp được sách thiền không cần cầu lạy mệt nhoài tấm thân. Giờ đây mới biết mình nhầm, còn trong tam giới còn trong luân hồi. Sách thầy dạy pháp Thiền Tông rõ đường giải thoát trầm luân đâu còn. Tu thiền không phải dụng công, không quán không tưởng chỉ cần thấy nghe. Tánh nghe tánh thấy là bề đưa người thanh tịnh về miền quê xưa. Quê xưa không có sớm trưa, chỉ cần thanh tịnh quê xưa của mình. Thanh tịnh là được bình an, không vướng vật chất nên mình thảnh thơi. Thảnh thơi con học cách dừng, dừng không vướng mắc, dừng không luận bàn, bỏ qua những chuyện thế gian, không vướng vật không vướng không mắc là an trong lòng. Từ nay con cứ thong dong an nhiên tự tại là không luân hồi. Con xin hết ạ. Xin cảm ơn Phật tử Bùi Thị Bùi. Mời Phật tử trở về vị trí của mình. Vị tiếp theo là Phật tử Thiền Tông Bùi Thị Lục ở huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội. Phần trả lời 26 câu hỏi, Phật tử đã đạt 69%. Xin mời Phật tử Bùi Thị Lục bước lên trước micro, tự đọc bài thơ kệ của mình và xin Đức Thế Tôn ứng chứng cho. Mời Phật tử. Nam Mô Giáo Chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Mười Phương Chư Phật.
Kính thưa Thầy Nguyễn Nhân, Viện Chủ Chùa Thiền Tông Tân Diệu. Kính thưa Ban Quản trị Chùa Thiền Tông. Kính thưa các thiền gia, Phật tử Thiền Tông. Kính thưa toàn thể quý vị có mặt trong hội trường hôm nay. Con tên là Bùi Thị Lục, sinh năm 1953, quê ở Cầu Sông Tân Xã, Thạch Thất, thành phố Hà Nội. Con trú tại Cầu Sông Tân Xã, Thạch Thất, thành phố Hà Nội. Hôm nay là ngày 28 tháng 6 năm 2220 dương lịch. Con được truyền bí mật Thiền Tông. Sau đây là bài kệ 34 câu của con. Con xin Đức Thế Tôn và mười phương chư Phật ấn chứng cho con. Vâng, con xin đọc. Trước đây con cũng đi chùa, theo chùa vật lý sớm trưa tối chiều. Thầy chùa dạy các con yêu, cầu xin khấn lạy được điều con mong. Thầy bảo mùng một ngày rằm, chùa có khóa lễ con năng cúng dường. Cúng nhiều thì được Phật thương, cho về Phật giới con đường an vui. Đến nay con đã biết rồi, Phật đâu có dạy lôi thôi cúng dường. Cúng dường là để thầy thương, thầy đi du lịch miên trường ở đâu. Huyền ký chỉ rõ trước sau, muốn về Phật giới hiệu sâu học hành. Pháp môn thứ sáu chỉ dành, còn dính vật lý còn quanh ta bà. Phật tánh sẵn có trong ta, muốn về Phật giới phải xa luân hồi. Đạo Phật Thiền Tông chỉ rồi, tạo ra công đức hết rồi tự sanh. Giúp được các chị các anh, xa lìa vật lý quay sang tịnh thiền. Thanh tịnh giống lặng cho nghiêm, uống rừng thôi dứt những điều thế gian. Thế gian lắm cảnh não phiền, sân si chấp trước dính liền tử sanh. Biết được vật lý đua tranh, tìm đường ra khỏi thế gian ta bà. Phật ơi con đã nhận ra, tánh người tánh Phật khác xa nghìn trùng. Vậy nay con đã biết buông, buông tìm dừng kiếm dừng luôn luận bàn. Bỏ qua những chuyện thế gian, không dính không mắc là đàng về quê. Con xin hết ạ. Nam mô giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính lạy mười phương chư Phật, con xin được các ngài ấn chứng cho con ạ. Xin cảm ơn Phật tử Bùi Thị Lục. Mời Phật tử trở về vị trí của mình. Vị tiếp theo là Phật tử Thiền Tông Phí Thị Sâm ở huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội. Phần trả lời 26 câu hỏi, Phật tử đã đạt 75%. Xin mời Phật tử Phí Thị Sâm bước lên trước micro, tự đọc bài thơ kệ của mình và xin Đức Thế Tôn ứng chứng cho. Mời Phật tử. Nam mô giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mẫu Ni Phật. Nam mô mười phương chư Phật. Kính thưa Thầy Nguyễn Nhân, Viện Chủ Chùa Thiền Tông Tân Diệu. Kính thưa Ban Quản trị Chùa Thiền Tông Tân Diệu. Kính thưa các thiền gia, Phật gia, các Phật tử cùng toàn thể các vị khách quý. Con là Phí Thị Sâm, sinh năm 1955, quê quán thôn 9 xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội. Hôm nay ngày 28 tháng 6 năm 2020 dương lịch, con được truyền bí mật Thiền Tông. Sau đây là bài kệ của con. Con xin Đức Thế Tôn và mười phương chư Phật ấn chứng cho con. Vâng, con xin đọc. Phật Thích Ca mở mang trí tuệ, Pháp Phật Đà giác ngộ thoát ra. Cầu xin khấn lạy ê a, âm thanh sắc tướng là ma dạy người. Thế Tôn dạy trong ta có Phật, ngoài ta tìm Phật ắt theo tà. Cạo đầu mặc áo xuất gia, còn trong lục đạo, còn trong luân hồi. Con muốn bá tánh khắp nơi, học hiểu cho thấu những lời Phật khuyên. Đừng có tu tập liên miên, âm thanh sắc tướng là đường của ma. Phật dạy ngọc quý trong ta, ai ai cũng có đem ra mà xài. Không cần cầu lại một ai, cầu xin khấn lạy, lạy hoài mệt thôi.
huyền ký thầy công bố rồi, muốn về quê cũ thì thôi lạy cầu. Lạy cầu không được gì đâu, thấu hiểu Phật dạy, mỗi ta tự hành. Đạo Phật khoa học thiền tông chỉ dành, giác ngộ giải thoát buông thành Phật thôi. Cầu lạy chỉ được luân hồi, ai về Phật rơi nhớ thôi lạy cầu. Bài thứ hai con xin đọc. Tinh hoa đạo Phật thiền tông, Đức Phật chỉ rõ ở trong thân người là viên ngọc quý tuyệt vời, đó là tánh Phật hiện tiền trong ta. Bốn câu trên đã chỉ ra cốt tủy đạo Phật, tinh hoa Phật truyền. Xưa con tu tập triền miên, nay con đã biết ngọc liền trong ta. Ngọc trong tam giới ta bà là thứ dẫn dắt cho ta luân hồi. Đến nay con đã biết rồi, ngọc là tánh Phật sáng ngời trong ta. Nhiều người bởi không nhận ra đã để ngọc quý lu mờ trong ta. Không cần cầu lại gần xa, chỉ cần hành đúng tinh hoa Phật truyền. Con muốn tất cả, chỉ cần hành đúng tinh hoa Phật truyền. Con muốn tất cả mọi miền, bà con, cô bác khắp miền gần xa. Con muốn tất cả ta bà học hành giữ sang tinh hoa Phật truyền. Dạ, con xin đọc bài tiếp theo. Huyền ký Phật truyền rõ ràng, ai muốn làm khó mời sang gặp thầy. Chứ đừng mượn gió bẻ cây, thiền tông đứng vững đất này Long An. Tân Diệu chùa đất Phật vàng, pháp môn giải thoát ngàn ngàn người theo. Cơ sở vật chất chùa nghèo, hiểu về giải thoát ai theo kịp thầy. Thầy truyền bí mật dưới cây, thầy nhân quyết giữ pháp này thiền tông. Mạch nguồn thầy đã khơi xong, vừa rồi xuất hiện lý thông đó thầy. Nam mô giáo chủ ta bà Bổn Sư Thích Ca Mẫu Ni Phật. Nam mô giáo chủ ta bà Bổn Sư Thích Ca Mẫu Ni Phật. Nam mô giáo chủ ta bà Bổn Sư Thích Ma Mẫu Ni Phật. Con xin hết. Xin cảm ơn Phật tử Phí Thị Sâm. Xin mời Phật tử trở về vị trí của mình. Vị tiếp theo là Phật tử Thiền Tông Nguyễn Thị Chức ở huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội. Phần trả lời 26 câu hỏi, Phật tử đã đạt 69%. Xin mời Phật tử Nguyễn Thị Chức bước lên trước micro tự đọc bài thơ kệ của mình và xin Đức Thế Tôn ứng chứng cho. Mời Phật tử. Nam mô giáo chủ ta bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô mười phương chư Phật. Con tên là Nguyễn Thị Chất. Con có 50 câu kệ ngộ thiền của con. Con xin đọc để Đức Thế Tôn là mười phương chư Phật ấn chứng cho con. Bao năm lao khổ nhọc nhằn, uổng công vô ích không tìm được chi. Giờ đây con biết thiền thì không phải mất sức, không cần dụng công. Việc nhà lo chọn mọi phần, chồng con phấn khởi gia đình ấm êm. Chồng thì sức khỏe tăng thêm, vợ chồng hòa thuận, con nay vui mừng. Được chị tặng sách Thiền Tông, đem về con đọc thấy an trong lòng. Thiền Tông sao quá tuyệt vời, không quán, không tưởng, cũng không luận bàn. Thiền Tông không cần cái chi, chỉ cần thanh tịnh không đi luân hồi. Phật dạy chúng con chỉ thôi, buông rừng thôi dứt hết liền tử sanh. Bao năm con cứ loanh quanh, vì con không biết sanh ra luân hồi. Lên chùa làm lụng sớm trưa, tụng kinh niệm Phật để cầu bình an. Tưởng rằng làm vậy an nhàn, không ngờ làm vậy lang thang luân hồi. Phật ơi nay con biết rồi, những lời Phật dạy con nay tỏ tường. Phật ơi con đã biết buông, những thứ vật lý con buông được rồi. Giờ đây con rất thảnh thơi, những thứ vật lý không mời được con. Hiện nay tâm con không còn chấp trước, con không hận thù. Để đời con được vi vu, nghe theo lời Phật con về quê hương. Từ nay con quyết một đường, tu theo thiền học không còn trầm luân.
Phật ơi, con nay biết dừng, nghe lời Phật dạy con dừng được ngay. Cái biết con biết vậy thôi, cái nghe thanh tịnh là nghe đúng rồi. Từ nay con quyết học thôi, thôi theo vật lý là thôi luân hồi. Cảm ơn Đức Phật Thích Ca đã giúp con được vượt qua luân hồi. Cảm ơn tác giả Nguyễn Nhân đã sưu tầm sách giúp cho bao người. Cảm ơn Tuấn Đậm hai người tận tình giúp đỡ tôi nay ơn nhiều. Tôi nay xin nguyện một điều, giữ mạch nguồn thiền chảy khắp năm châu, cùng nhau gìn giữ pháp màu, cùng nhau dìu dắt rủ nhau về nhà. Con xin cảm ơn. Xin cảm ơn Phật tử Nguyễn Thị Chức. Mời Phật tử trở về vị trí của mình. Vị tiếp theo là Phật tử Thiền Tông Nguyễn Thị Cầm ở huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội. Phần trả lời 26 câu hỏi, Phật tử đã đạt 71%. Xin mời Phật tử Nguyễn Thị Cầm bước lên trước micro, tự đọc bài thơ kệ của mình và xin Đức Thế Tôn ứng chứng cho. Mời Phật tử. Nam mô giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô mười phương chư Phật. Con tên là Nguyễn Thị Cầm, sinh năm 1955, quê quán Tân Xã Thạch Thất, Hà Nội. Con có 30 câu kệ ngộ thiền của con. Con xin Đức Thế Tôn và mười phương chư Phật ấn chứng cho con. Con xin đọc. Ngày xưa con quá dại khờ, đi tìm đi kiếm chuyện rời thế gian. Bây giờ danh ảo lại tràn lan, quyết đi theo Phật mà tu thoát trần. Ngày xưa Đức Phật ân cần, chỉ cần thanh tịnh là không não phiền. Con nay hết đạo hết điên, để tâm thanh tịnh não phiền dứt ngay. Thiền Tông Phật dạy như vậy, không theo vật chất chẳng vay luân hồi. Giờ đây con đã biết buông, buông dừng thôi dứt để về quê xưa. Nhìn về linh thiếu xa xưa, 25 thế kỷ hiện ra nơi này. Thiền Tông Phật dạy chữ thôi, nay con nhận được thôi rồi chuyển luân. Cảm ơn Đức Phật ân cần, để người hậu thế biết đường mà tu. Con nay phước lớn duyên thừa, nhận được nguồn thiền của Phật Thích Ca. Hôm nay con đã biết dừng, con xin Đức Phật nhận ngay lời này. Và con cũng cảm ơn Thầy dạy con thiền học dứt dây luân hồi. Nhờ Phật con đã đứng lên, hôm nay sinh tử đã lìa với con. Từ nay con quyết lòng son, quyết tu thanh tịnh không còn trầm luân. Tâm con nay được bình an, buông rừng thôi dứt là đây niết bàn. Con xin hết. Nam mô cho chị cho. Xin cảm ơn Phật tử Nguyễn Thị Cầm. Mời Phật tử trở về vị trí của mình. Vị tiếp theo là Phật tử Thiền Tông Doãn Thị Dung ở huyện Phúc Lộc, Phúc Thọ, thành phố Hà Nội. Phần trả lời 26 câu hỏi, Phật tử đã đạt 73%. Xin mời Phật tử Doãn Thị Dung bước lên trước micro, tự đọc bài thơ kệ của mình và xin Đức Thế Tôn ứng chứng cho. Mời Phật tử. Con Nam Mô Giáo Chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính Thầy soạn giảng Nguyễn Nhân là viện chủ chùa, cùng ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu, cùng các quý vị đại biểu hôm nay có mặt tại chùa. Tên con là Doãn Thị Dung, sinh năm 1952 tại ngõ 2, cụm 5, thôn Vĩnh Lộc, xã Vân Nam, huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Con xin đọc bài kệ 42 câu của con, xin Đức Thế Tôn và mười phương chư Phật chứng minh cho con. Bao năm con đi lễ chùa, chẳng có gì mới, chẳng nhìn ra chi. Trông chờ một cái chi chi, ngồi theo hơi thở quán thâu vô thường. Quán rồi tối lại tu di, thân này thọ khổ biết bao não phiền. Quan tâm thiện ác triền miên, bao năm tu tập tấm yên một phần. Sang bạn thấy sách thầy nhân, mượn sách về đọc, nhận liền thiền tâm. Thiền Tông Tân Diệu đất rồng, giúp người ra khỏi con đường tử sinh.
Thiền tông không dụng công hành, không quán, không tưởng, nhận liền thấy nghe. Thấy nghe Phật dạy là bề, giúp người giải thoát tự mình biết thôi. Thiền thanh phải bỏ cái tôi chấp ngã luân hồi cứu mang. Giờ đây con thấy rõ ràng luân hồi sinh tử muôn ngà vàn khổ đau. Hận thù chém giết lẫn nhau, hơn đua đố kỵ giành nhau trên đời. Thiền tông không phải dựng công, tánh Phật hiện rõ trong lòng chúng con. Luân hồi sinh tử không còn, tấm con thanh tịnh sáng bừng như hoa. Thành tâm quyết chí về nhà, trực nhận tánh biết thường hằng nơi con. Con nay nhận được tức thì, thấy nghe thanh tịnh an vui cả ngày. Kiếp này gây chuyện khổ quả nhân, không chịu sửa đổi kiếp sau đọa đày. Thành loài quả vị súc sanh, tu thiền chẳng đặng làm người chẳng xong. Bạc tiền vật chất đầy đồng, mang theo tội phước chất chồng mà thôi. Kiếp người khổ ngắn ngủi ai ơi, tu mau kẻo muộn thiền tông không chờ. Con nghe lời dạy của thầy, thấy tự nhiên thấy đừng cầu mà chi. Tánh thấy phải nhận tức thì, tánh thấy thanh tịnh là đây miết bàn. Con xin hết. Xin cảm ơn Phật tử Doãn Thị Dung. Mời Phật tử trở về vị trí của mình. Vị tiếp theo là Phật tử Thiền Tông Phí Thị Lan ở Thạch Thất, thành phố Hà Nội. Phần trả lời 26 câu hỏi, Phật tử đã đạt 71%. Xin mời Phật tử Phí Thị Lan tự đọc bài thơ kệ của mình và xin Đức Thế Tôn ứng chứng cho. Mời Phật tử. Con Nam Mô Giáo Chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch Đức Thế Tôn. Hôm nay con là Phí Thị Lan ở thôn 2 xã Trường Sơn này, Thất, Hà Nội. Con hôm nay con được truyền thiền để con có bài kệ 44 câu để con nhờ Đức Phật ấn chứng cho con. Thầy ơi, con thật sự mừng, nay nhờ đại phúc con nay gặp rồi. Sinh ra giữa kiếp nổi trôi, sinh già bệnh chết luân hồi trả vay. Nang thang tìm kiếm khắp miền, mong cầu đủ thứ để đi luân hồi. Cuộc đời khổ lắm thầy ơi, tối ngày con chỉ thấy đời không hay. Giật mình nghĩ lại chuyện này, chỉ là hoài bão nên con tập dừng. Để tâm thanh tịnh tự nhiên, con gặp Phật Pháp nên con ngộ liền. Ơn thầy con cảm trước tiên, vì thầy chỉ dẫn chúng con ngộ thiền. Ân cần thầy soạn thiền tông, chúng con sung sướng sách thiền quá hay. Thầy là soạn giả nguyên nhân, giữa thời mạn pháp ngọn đèn thầy trao. Ngọn đèn cứ sáng hơn mãi nào, giữa bao giông tố nhưng nào có sao. Ngọn đèn vẫn sáng hơn sao, hiên ngang tỏa khắp năm châu bốn miền. Nhiều người cũng nhận ra liền, đi theo con đường của Phật Thích Ca. May mắn cho được nước Việt ta, gặp được huyền ký thoát ra luân hồi. Việt Nam có thầy Nguyễn Nhân, về chùa Yên Tử có Phật Nhân Trần Nhân Tông. 36 vị tổ khơi dòng, cùng nhau giữ vững mạch nguồn thiền tông. Sư Ni Đức Thảo nắm nguồn, trao người tấm lớn nối dòng như nai. Bâng khuâng con thấy bồi hồi, 25 thế kỷ con nay gặp rồi. Đời con lớn phúc Phật ôi, gặp được chánh pháp như nay đã truyền. Buông rừng thôi rất là xong, tạo nhiều công đức để về nhà xưa. Môn thiền thanh tịnh tuyệt vời, giúp con giải thoát chánh đời tử sinh. Mô Phật. Xin cảm ơn Phật tử Phí Thị Lan. Mời Phật tử trở về vị trí của mình.
Vị thứ 25 là Phật tử Thiền Tông Đặng Thị Sản ở huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội. Phần trả lời 26 câu hỏi, Phật tử đã đạt 71%. Xin mời Phật tử Đặng Thị Sản bước lên trước micro, tự đọc bài thơ kệ của mình và xin Đức Thế Tôn ứng chứng cho. Mời Phật tử. Con Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con Nam Mô Mười Phương Chư Phật. Con kính thưa Thầy soạn giảng Nguyễn Nhân cùng Ban Quản trị Chùa Thiền Tông Tân Diệu và cùng các toàn thể các thiền gia, Phật tử có mặt tại Chùa Thiền Tông Tân Diệu ngày hôm nay. Tên con là Đặng Thị Sản, cư ngụ tại thôn 3, xã Vân Nam, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội. Con xin đọc bài Ngộ Thiền 30 câu của con. Kính xin Đức Thế Tôn và mười phương chư Phật ấn chứng cho con. Con xin đọc ạ. Xưa nay con vẫn nguyện cầu, ngày đêm sáng tối, lúc cầu lúc xin. Tháng năm ngày tuần lên chùa, đọc kinh niệm Phật, mong về Tây Phương. Vẫn gặp nhiều điều tai ương, gây phiền gây não, chẳng an trong lòng. Nay con đại phúc đại duyên, gặp được bạn hiền tặng sách Nguyễn Nhân. Đọc xong con hết phân vân, nhận được nguồn thiền của Phật Thích Ca. Con hiểu Phật chẳng đâu xa, mà là Phật đã hiện ra đời này. Ơn Phật con đã biết buông, buông dừng thôi dứt vượt qua luân hồi. Những lời Phật dạy phải thôi, để tâm thanh tịnh, không sanh điều gì. Những chuyện phiền não sân si, để tâm thanh tịnh, không gì hiện ra. Tánh nghe, tánh thấy là bè, nghe thấy biết vậy, không sanh luận bàn. Sớm khuya mở đĩa nghe băng, thấm nhuần lời dạy của Ngài Thích Ca, dạy con thoát khỏi ta bà, không còn tìm kiếm lang thang trên đời. Từ nay con quyết không rời, tu thiền thanh tịnh, giúp đời bình an. Bỏ qua những chuyện thế gian, mong về quê cũ muôn vàn an vui. Ơn Thầy, ơn Tổ chẳng rời, trao thiền thanh tịnh, giúp con về nhà. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Xin hết ạ. Xin cảm ơn Phật tử Đặng Thị Sản. Mời Phật tử trở về vị trí của mình. Vị thứ 26 là Phật tử Thiền Tông Nguyễn Thị Kim Thi ở quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Phần trả lời 26 câu hỏi, Phật tử đã đạt 71%. Xin mời Phật tử Nguyễn Thị Kim Thi bước lên trước micro, tự đọc bài thơ kệ của mình và xin Đức Thế Tôn ứng chứng cho. Mời Phật tử. Nam Mô Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay con xin đọc bài kệ Ngộ Thiền 44 câu của con. Kính xin Đức Thế Tôn và mười phương chư Phật ấn chứng cho con. Quê tôi bảy núi An Giang, từ nhỏ theo bà tu tịnh độ tâm. Áo tròn trước điện con quỳ, miệng thì niệm Phật, tâm thì không an. Buồn thương giận ghét con đầy, tâm con luôn động như dòng nước xoay. Buồn lòng không biết vì sao, sáng nào con cũng cầu xin Phật trời cho con giảng kiếp nhân sinh, không còn buồn giận ghét hờn một ai. Hữu duyên con được bạn hiền, giúp cho con mượn sách Thiền Nguyễn Nhân. Lòng mừng không biết kể sao, pháp thiền Phật dạy thoát ra ta bà. Tánh chơn giờ đã ngộ ra, tánh con rộng lặng chân như hiện về. Nhiệm màu pháp Phật Như Lai, giúp con thức tỉnh không còn vô minh. Kiếp người vai trả trả vai, vô minh tạo nghiệp luân hồi không thôi. Từ nay con quyết tu thiền, buông dừng thôi dứt không còn tử sanh. Thấy nghe nói biết vậy thôi, không sanh không việc không còn vô minh. Sống trong vật lý đua tranh, không dính không mắc không còn trả vai. Giờ thì sai đúng tư nghì, không còn chấp ngã luân hồi không sanh.
Ta bà cõi tạm con buông, buông đi tất cả để về quê xưa, tu thiền không sớm không trưa, chỉ cần thanh tịnh quê xưa được về. Giờ con quyết dược hải triều, tạo nhiều công đức xóa màn vô minh, công thức nay đã tỏ tường, luân hồi nhiều kiếp đã dừng với con. Con nay nhất quyết một lòng, tu thanh tịnh thiền không còn chuyển luân. Nay con trình kệ của mình, kính trình Phật Tổ, Tổ sư Pháp Thiền. Con xin cảm ơn Thầy Nguyễn Nhân không ngẩn quản ngại nhọc nhằn đã giúp cho con và tất cả chúng sanh và tất cả nhân loại hiểu ra được nguồn thiền. Con xin hết. Xin cảm ơn Phật tử Nguyễn Thị Kim Thi. Mời Phật tử trở về vị trí của mình. Vị thứ 27 là Phật tử Thiền Tông Nguyễn Thị Kim Châu ở quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Phần trả lời 26 câu hỏi Phật tử đã đạt 71%. Xin mời Phật tử Nguyễn Thị Kim Châu bước lên trước micro tự đọc bài thơ kệ của mình và xin Đức Thế Tôn ứng chứng cho. Mời Phật tử. Nam mô Dạo Chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đức Thế Tôn, con tên là Nguyễn Thị Kim Châu. Con xin đọc bài kệ của con là 48 câu. Kinh bạch Đức Thế Tôn chứng giảm cho con. Hôm nay con gửi đến Ngài Thiền Tông thanh tịnh con hoài mãi yên. Cảnh ngoài vật lý triền miên, cảnh động cử động con thì lặng thinh. Tánh Phật vốn sẵn nơi mình, không sanh không diệt, không thăng không trầm. Lời Ngài quá thật diệu thâm, con đây thạo hiểu được rồi Ngài ơi. Bây giờ con đã biết thôi, thôi tìm, thôi kiếm, thôi đi luân hồi. Phật tánh con đã biết rồi, tánh con thanh tịnh xa rồi tự sanh. Chỉ có gặp được thiền thanh, luân hồi sanh tử không quanh lại mình, không xen vào chuyện thể tình, không màng, không cãi, nặng tình hơn thua, không chê cả Pháp truyền thừa, không cao, không ngạo, học hành thiền tâm, kính người trọng vật, không mong, không tu, không chứng, hiểu lời Thích Ca, hiểu rồi lặng lẽ chia ra, giúp người chưa hiểu nhận ra biết thiền. Thiền tâm là gốc Phật truyền, 25 thế kỷ hoa thiền nở ra. Thì ra là con Phật Đà, chẳng qua không biết nên ra thế đời. Chỉ cần dừng dứt là thôi, thôi đi sinh tử luân hồi liền ngay. Con nay nguyện một đời này, quyết tạo công đức đời này về quê. Ơn Phật con đã thoát mê, 36 vị tổ truyền về Long An. Người dân nước Việt bình an, mạch thiền, tỏa sáng thế gian an bình, viên ngọc. Tánh Phật nơi mình ai ai cũng có biết rồi thấy ngay. Phật nói câu nói rất hay, ta đây là Phật các ngài khác chi. Chỉ vì tham tưởng sân si, 16 thứ ấy đưa đi luân hồi. Luân hồi thôi thế là rồi, Phật đây cũng chịu cho người thế gian. Con xin hứa Phật con làm, nói nghe thấy biết con luôn hành trì. Thanh tịnh tất cả mọi khi, tập cho thanh tịnh hằng trí tận mình. Như Lai thanh tịnh diệu linh, giúp cho nhân loại rõ minh đường về. Con xin hết. Xin cảm ơn Phật tử Nguyễn Thị Kim Châu. Mời Phật tử trở về vị trí của mình. Vị tiếp theo là Phật tử Thiền Tông Nguyễn Thị Phong ở huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội. Phần trả lời 26 câu hỏi Phật tử đã đạt 69%. Xin mời Phật tử Nguyễn Thị Phong bước lên trước micro tự đọc bài thơ kệ của mình và xin Đức Thế Tôn ứng chứng cho. Mời Phật tử. Nam mô giáo bà, Nam mô ta bà giáo chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch Đức Thế Tôn. Tên con là Nguyễn Thị Phong, sinh năm 1953 tại Hà Nội, hiện cư trú ở cụm Ba Vân Nam Phúc Thọ Hà Nội. Con xin trình bày bài kệ ngộ thiền 24 câu của con. Xin Đức Thế Tôn và mười phương chư Phật chứng minh cho con. Bao năm con kiếm con tìm,
tìm đường giải thoát để đời được vui. Vào chùa lễ lạy đúng thời, sớm tối cúi lạy để cầu vãng sinh. Tưởng rằng cầu lạy là xong, không ngờ cầu lạy vẫn trong luân hồi. Duyên may gặp được Thiền Tông là cháu gái tặng sách thầy Nguyễn Nhân. Đọc sách con mới hiểu ra, ngày ngày lễ lạy vẫn xa luân hồi. Thì ra sách thầy dạy thôi, thôi dính, thôi mắc, thôi luôn luận bàn. Mặc cho những chuyện thế gian, chạy theo vật lý không màng đến chi. Từ nay con nguyện thực thi, để tâm thanh tịnh không đi luân hồi. Đời con lớn phúc Phật ơi, gặp được nguồn thiền của Phật Thích Ca. Chúng con nguyện với Phật Đà, giúp người duyên lớn ngộ thì như con. Từ nay con nguyện không còn xem thường thiền học, để con tu thiền. Con xin kính lạy Phật Thiêng, chứng lòng con nguyện tu thiền từ đây. Nam Mô A Di Đà Phật ạ. Con xin hết ạ. Xin cảm ơn Phật tử. Mời Phật tử trở về vị trí của mình. Và vị cuối cùng là Phật tử Thiền Tông Võ Thị Kim Loan ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Phần trả lời 26 câu hỏi, Phật tử đã đạt 71%. Xin mời Phật tử Võ Thị Kim Loan bước lên trước micro, tự đọc bài thơ kệ của mình và xin Đức Thế Tôn ứng chứng cho. Mời Phật tử. Nam Mô Giáo Chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tên là Võ Thị Kim Loan, sinh năm 1980 tại Đồng Nai, cư ngụ số K286, ấp Tân Bản, phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa. Con có bài kệ 58 câu xin trình lên Đức Thế Tôn và mười phương chư Phật ấn chứng cho con. Nhà con có bộ sách thiền, nhờ anh Quang Mẫn ân cần trao tay. Đọc sách con ngộ ra ngay, tâm con bừng sáng, rõ ràng chẳng sai. 16 tánh người lao sao, thế giới vật lý đừng va ý vào. 8 muôn 4 vạn trần lao, dính mắc vật lý luân hồi phải theo. Sách thiền Phật dạy thậm thâm, muốn xa vật lý tự mình thoát ra. Đọc xong con ngộ tánh ta, linh thiên huyền bí là ma thánh thần. Phật đâu có ở ta bà, mà con lạy lục khẩn cầu van xin. Sâu màu bài kệ ngộ thiền, kệ thiền trà đạo của Ngài Tắc Thiên. Mang thân tứ đại nơi trần, hết duyên tam hợp, rã thay thúi sình. Tâm con nay được bình yên, không phiền, không não, thoát liền vô minh. Bụi trần Phật dạy sâu màu, không dính, không mắc là xa luân hồi. Con nay đã ngộ ra rồi, nhận ra Phật tánh tuyệt vời nơi con. Tánh người con phải bỏ tham, sống với tánh Phật tâm thời an vui. Danh, lợi, vật chất trần đời, con thời không mắc, không màng, không theo. Tâm con nay được vậy thì, tâm vô sở trụ nhận rồi nơi con. Phật dạy thấy, biết, nghe rồi, hằng trong thanh tịnh là xa luân hồi. Phật ơi, con ngộ được rồi, phúc con lớn quá, đôi dòng lệ rơi. Cầu cho chánh pháp trường tồn mãi mãi, giúp cho nhiều người. Ai còn 16 tánh tôi, nhận ra Phật tánh của mình thật mau. Con nay học được chữ dừng, dừng không mê tín, dừng không tin lầm. Những chuyện vướng mắc thế trần, con thôi không dính, tâm mình an vui. Lời Phật chỉ dạy sâu màu, học thuộc công thức, tìm đường về quê. Quê xưa chỉ một đường về, tạo nhiều công đức để làm hành trang. Dù cho thế giới hoang tàn, lòng con vẫn vững với thanh tịnh thiền. Lạy tạ Đức Phật Thích Ca, cảm ơn người đã chỉ đường về quê. Cảm ơn soạn giả Nguyễn Nhân, người có công lớn phổ ra đạo thiền, chỉ cho những người hữu duyên đường về Phật giới rạch ròi sáng trưng. Cảm ơn anh Mẫn Hộ Ngô cùng em Bùi Nghĩa trợ duyên dạy thiền. Từ nay hết khổ triền miên, tạo nhiều công đức để về quê xưa. Con xin hết.
Xin cảm ơn Phật tử Võ Thị Kim Loan. Xin mời Phật tử trở về vị trí của mình. Tiếp theo là phần đọc bài kệ truyền thiền chung cho các vị tân Phật gia. Xin mời tất cả các vị tân Phật gia chúng ta đồng quỳ lên trước chánh điện để nghe bài kệ truyền thiền. Xin mời thiền gia Ngọc Lâm đọc bài kệ truyền thiền này. Xin mời thiền gia. Kính bạch Đức Thế Tôn, tiếp theo chúng con xin đọc bài kệ truyền bí mật Thiền Tông cho 29 Phật tử Thiền Tông. 1. Nguyễn Duy Quảng, tỉnh Đồng Nai. 2. Ngô Thị Hợi, thành phố Cà Mau. 3. Hoàng Thị Ngọc, tỉnh Bình Dương. 4. Nguyễn Thị Hài, thành phố Hà Nội. 5. Nguyễn Thị Anh Na, thành phố Hải Phòng. 6. Nguyễn Thị Lan, tỉnh Quảng Bình. 7. Trần Thị Lâm, thành phố Hà Nội. 8. Đinh Thị Duyên, tỉnh Quảng Bình. 9. Quỳnh Thị Phiếm, tỉnh Cà Mau. 10. Đỗ Thị Hải, tỉnh Hải Dương. 11. Nguyễn Thị Thanh, tỉnh Vĩnh Phúc. 12. Quỳnh Thị Diệu Hằng, tỉnh Cà Mau. 13. Đỗ Minh Phượng, tỉnh Vĩnh Phúc. 14. Võ Thị Tươi, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. 15. Phạm Minh Ngọc, tỉnh Cà Mau. 16. Nguyễn Thị Yến, tỉnh Quảng Nam. 17. Trần Công Như, tỉnh Quảng Nam. 18. Bùi Thị Bùi, thành phố Hà Nội. 19. Bùi Thị Lục, thành phố Hà Nội. 20. Phí Thị Sâm, thành phố Hà Nội. 21. Nguyễn Thị Chất, thành phố Hà Nội. 22. Nguyễn Thị Cầm, thành phố Hà Nội. 23. Doãn Thị Dung, thành phố Hà Nội. 24. Phí Thị Lan, thành phố Hà Nội. 25. Đặng Thị Sản, thành phố Hà Nội. 26. Nguyễn Thị Kim Thi, thành phố Cần Thơ. 27. Nguyễn Thị Kim Châu, thành phố Đà Nẵng. 28. Nguyễn Thị Phong, thành phố Hà Nội. Và 29. Võ Thị Kim Loan, tỉnh Đồng Nai. Để các vị trở thành là 29 Phật tử Thiền Tông, kính xin Đức Thế Tôn cho phép chúng con đọc bài kệ truyền bí mật Thiền Tông cho các Phật tử Thiền Tông nói trên. Ngày xưa sen nở Linh Sơn, Như Lai dạy thiền quý hơn ngọc vàng. Truyền qua nhiều nước gian nan, đi qua khắp chốn hiện an nơi này. Chúng con nghe dạy của Thầy, tìm nhiều phương cách thiền đây lưu truyền. Hôm nay các vị có duyên, chúng con truyền thiền cấp giấy cho 29 vị. 29 vị biết được không mong, cứ để Phật tánh của mình làm thôi. Chúng con như vậy phải rồi, không xen vào lời tánh Phật của ta. Tất cả những vị ngộ ra, chính tâm thanh tịnh Thích Ca lưu truyền. Hôm nay 29 vị có đại duyên, nhận được nguồn thiền của Phật Thích Ca. Theo như lời dạy Thầy ta, hãy ai nhận được Thích Ca dạy thiền, vị đó là người đủ duyên, phải được truyền thiền để làm lòng tin. Hôm nay trước đấng tối linh, chánh thức truyền thiền cấp giấy cho 29 vị. Các vị nên giữ lấy trong lòng, vượt qua bể khổ để về nhà xưa. Từ nay dù sớm hay trưa, chỉ cần thanh tịnh không ưa niết bàn. 29 vị nên cố gắng bình an, nhìn thấy Phật giới chính đây quê mình. Ngày xưa Đức Phật dạy dừng, 29 vị không biết không theo lời Ngài. Vì vậy đi khắp trần ai, Thiền Tông Tân Diệu hôm nay mới dừng. Tất cả chúng tôi rất mừng, vì đã chứng nhận 29 vị nay ngộ thiền. Thêm người hết đảo hết điên, chánh thức truyền thiền chứng nhận cho 29 vị. Nam mô giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cảm ơn thiền gia Ngọc Lâm. Tiếp theo là phần trao bản gỗ bí mật Thiền Tông cho các vị tân Phật gia. Xin mời tất cả các vị chúng ta đồng an tọa. Đầu tiên, xin mời bốn vị Nguyễn Duy Quảng,
Ngô Thị Hợi, Hoàng Thị Ngọc và Nguyễn Thị Hài bước lên giữa chánh điện để nhận bản gỗ. Xin mời bốn thiền gia Nguyễn Nhân, thiền gia Ngọc Lâm, thiền gia Anh Tuấn và thiền gia Hoàng Hiệp ra trước chánh điện trao bản gỗ bí mật thiền tông cho các vị tân Phật gia và chụp hình lưu niệm. Xin mời bốn vị tân Phật gia trở về chỗ cũ. Tiếp theo xin mời bốn tân Phật gia Nguyễn Thị Anh Na, Nguyễn Thị Lan, Trần Thị Lâm và Đinh Thị Duyên bước lên giữa chánh điện để nhận bản gỗ bí mật thiền tông và chụp hình lưu niệm. Xin cảm ơn, xin mời bốn vị thiền gia và bốn vị tân Phật gia trở về chỗ cũ. Tiếp theo, xin mời bốn thiền gia Thị Dung, thiền gia Hồng Phượng, thiền gia Ngọc Giào và thiền gia Cơ Duy bước ra giữa chánh điện để trao bản gỗ cho các vị tân Phật gia. Xin mời bốn vị tân Phật gia Huỳnh Thị Phím, Đỗ Thị Hải, Nguyễn Thị Thanh và Huỳnh Thị Diệu Hằng bước lên giữa chánh điện để nhận bản gỗ bí mật thiền tông và chụp hình lưu niệm. Xin mời bốn vị tân Phật gia trở về chỗ cũ. Xin mời bốn tân Phật gia Đỗ Minh Phượng, Võ Thị Tươi, Phạm Minh Ngọc và Nguyễn Thị Yến bước lên giữa chánh điện để nhận bản gỗ bí mật thiền tông và chụp hình lưu niệm. Xin cảm ơn và xin mời bốn vị thiền gia và bốn vị tân Phật gia trở về chỗ cũ. Tiếp theo, xin mời năm thiền gia Bạch Đằng, thiền gia Tôn Long, thiền gia Trung Nghĩa, thiền gia Văn Tùng,
và thiền gia Văn Thoảng bước ra giữa chánh điện để trao bản gỗ cho các vị tân Phật gia. Xin mời năm tân Phật gia Trần Công Như, Bùi Thị Bùi, Bùi Thị Lục, Phí Thị Sâm và Nguyễn Thị Chất bước lên giữa chánh điện để nhận bản gỗ bí mật thiền tông và chụp hình lưu niệm. Trần Công Như, Bùi Thị Bùi, Bùi Thị Lục, Phí Thị Sâm, Nguyễn Thị Chất. Lấy có một người không lên bảng. Cho mượn bảng như hết không có đúng tên đâu. Có cô Sâm với cô Lục mình giống rồi. Võ Thị Kim Loan là có nè. Xin cảm ơn, xin mời năm vị tân Phật gia trở về chỗ cũ. Tiếp theo xin mời năm tân Phật gia Nguyễn Thị Cầm, Doãn Thị Dung, Phí Thị Lan, Đặng Thị Sản và Nguyễn Thị Kim Thi bước lên giữa chánh điện để nhận bản gỗ bí mật thiền tông và chụp hình lưu niệm. Đưa đại. Xin mời năm vị tân Phật gia trở về chỗ cũ. Cuối cùng xin mời ba tân Phật gia Nguyễn Thị Kim Châu, Nguyễn Thị Phong và Võ Thị Kim Loan bước lên giữa chánh điện để nhận bản gỗ bí mật thiền tông và chụp hình lưu niệm. Rồi, anh cha ông cho mượn rồi mà mấy người kia chắc giữ.
Xin cảm ơn và xin mời tất cả mọi người trở về chỗ cũ. Và kể từ giờ phút này, 29 Phật tử Thiền Tông, 1. Nguyễn Duy Quảng ở tỉnh Đồng Nai, 2. Ngô Thị Hợi ở thành phố Cà Mau, 3. Hoàng Thị Ngọc ở tỉnh Bình Dương, 4. Nguyễn Thị Hài ở thành phố Hà Nội, 5. Nguyễn Thị Anh Na ở thành phố Hải Phòng, 6. Nguyễn Thị Lan ở tỉnh Quảng Bình, 7. Trần Thị Lâm ở thành phố Hà Nội, 8. Đinh Thị Duyên ở tỉnh Quảng Bình, 9. Huỳnh Thị Phím ở tỉnh Cà Mau, 10. Đỗ Thị Hải ở tỉnh Hải Dương, 11. Nguyễn Thị Thanh ở tỉnh Vĩnh Phúc, 12. Huỳnh Thị Diệu Hằng ở tỉnh Cà Mau, 13. Đỗ Minh Phượng ở tỉnh Vĩnh Phúc, 14. Võ Thị Tươi ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, 15. Phạm Thị Ngọc ở tỉnh Cà Mau, 16. Nguyễn Thị Yến ở tỉnh Quảng Nam, 17. Trần Công Như ở tỉnh Quảng Nam, 18. Bùi Thị Bùi ở thành phố Hà Nội, 19. Bùi Thị Lục ở thành phố Hà Nội, 20. Phí Thị Sâm ở thành phố Hà Nội, 21. Nguyễn Thị Chất ở thành phố Hà Nội, 22. Nguyễn Thị Cầm ở thành phố Hà Nội, 23. Doãn Thị Dung ở thành phố Hà Nội, 24. Phí Thị Lan ở thành phố Hà Nội, 25. Đặng Thị Sản ở thành phố Hà Nội, 26. Nguyễn Thị Kim Thi ở thành phố Cần Thơ, 27. Nguyễn Thị Kim Châu ở thành phố Đà Nẵng, 28. Nguyễn Thị Kim Phong ở thành phố Hà Nội và 29. Võ Thị Kim Loan ở tỉnh Đồng Nai chính thức trở thành là 29 Phật gia Thiền Tông. Xin chúc mừng các vị. Kính trình Đức Thế Tôn, phần lễ truyền bí mật Thiền Tông cho 29 vị Phật tử Thiền Tông để trở thành là những vị tân Phật gia Thiền Tông chúng con thực hiện đã xong. Tiếp theo là lời dặn dò của Đức Thế Tôn dành cho các vị đạt được bí mật Thiền Tông. Phần này sẽ do hai thiền gia Văn Tùng và thiền gia Văn Nhàn thực hiện.
Xin mời hai thiền gia đến trước micro đọc lời dặn dò của Đức Thế Tôn dành cho các vị tân Phật gia. Xin mời. Lời dặn dò đường về Phật giới dành cho người đạt được bí mật đạo Phật khoa học Thiền Tông Việt Nam. Hôm nay các Phật gia được truyền bí mật Thiền Tông, nhiệm vụ của ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu có bổn phận trình bày đường về Phật giới cho các Phật gia biết, còn thực hiện được hay không là tùy mỗi vị. Đức Phật có dạy, người được truyền bí mật Thiền Tông, 100 người chỉ có 5 người được trở về Phật giới mà thôi. Ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng tôi mong rằng trong số tất cả quý vị, các vị được truyền bí mật Thiền Tông hôm nay sẽ được trở về Phật giới tất cả, mong quý vị cố gắng. Đường về Phật giới có 3 trường hợp. Trường hợp thứ nhất, công đức vô lượng thì sẽ có 3 phần sau đây diễn ra. 1. Phật gia đi vào giấc ngủ ngàn năm, độ 5 phút sau thức dậy. 2. Phật gia thấy mình nằm trong bầu tròn vàng sáng trong. 3. Bầu tròn này chính là chung ấm thân của Phật gia, do tánh người của Phật gia không còn bao sắc thân của Phật gia nữa, nên chuyển thành là chung ấm thân, để làm phương tiện chuyên chở tánh Phật mượn thân và tánh người tạo công đức mang về Phật giới, hoặc tạo các nghiệp đi đến nơi mà trong chung ấm thân của Phật gia chứa nghiệp đó. 4. Hôm nay Phật gia đã được truyền bí mật Thiền Tông, có nghĩa là Phật gia đã muốn trở về Phật giới, không còn muốn đi luân hồi nữa. Nếu trong chung ấm thân của Phật gia mà chứa công đức vô lượng thì sẽ diễn ra như sau. Chung ấm thân của Phật gia phát ra ánh sáng màu vàng sáng rực. Vị thần quản lý tánh Phật của Phật gia không dám lại gần, đứng xa nói: ta là thần quản lý tánh Phật của Phật gia, cho chung ấm thân của Phật gia chở tánh Phật và khối công đức bay ra khỏi trái đất trở về Phật giới. Khi chung ấm thân bay ra khỏi trái đất 10 km thì thấy có hoa tiêu của vị Phật chờ sẵn. Rước chung ấm thân của Phật gia đến nơi các vị Phật ngự, để các vị Phật dạy Phật gia đường trở về Phật giới. Đường trở về Phật giới như sau. Đầu tiên, vị Phật dạy Phật gia là còn bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày nữa là trái đất sẽ quay đến trung tâm vận hành luân hồi của tam giới. Khi chung ấm thân vào được trung tâm vận hành luân hồi thì các phần sau đây được hút trở lại trái đất gồm: 1. Trung ấm thân cấu tạo bằng điện từ âm dương nên bị hút trở lại trái đất. 2. Nghiệp phước đức dương cấu tạo bằng điện từ dương cũng bị hút trở lại trái đất. 3. Nghiệp phước đức âm cấu tạo bằng điện từ âm cũng bị hút trở lại trái đất. Lúc này chỉ còn tánh Phật và khối công đức. Tánh Phật là một nguyên tử sáng có 4 thứ: hằng thấy, nghe, nói, biết. Công đức là thứ vật tư sử dụng trong Phật giới để định hình ra ngôi nhà pháp thân thanh tịnh và kim thân Phật. Khi tánh Phật và khối công đức được điện từ dương trong ống trung tâm vận hành luân hồi đẩy ra khỏi tam giới trở về Phật giới, liền được điện từ quang trong Phật giới chiếu vào, khối công đức này tức khắc định hình ra ngôi nhà pháp thân thanh tịnh. Từ trong ngôi nhà pháp thân thanh tịnh này sản sanh ra một kim thân Phật. Tánh Phật ẩn vào kim thân Phật này, kim thân Phật này hoạt động mà loài người ở trái đất này gọi là thành Phật. Trường hợp thứ hai, công đức phước đức bằng nhau thì có 3 trường hợp sau đây diễn ra. 1. Phật gia đi vào giấc ngủ ngàn năm, độ 30 phút sau thức dậy. 2. Phật gia thấy mình nằm trong bầu trong tròn, có 2 màu nửa trắng, nửa vàng. 3. Trong trung ấm thân của Phật gia mà chứa công đức và phước đức bằng nhau, thì vị thần quản lý tánh Phật của Phật gia nắm trung ấm thân của Phật gia bên nửa trắng và nói: trong trung ấm thân của Phật gia công đức
phước đức bằng nhau. Vậy muốn trở về Phật giới hay giảng sanh lên tam giới hưởng phước? Nếu Phật gia muốn trở về Phật giới thì nói dứt khoát với vị thần quản lý rằng tôi muốn trở về Phật giới, thì vị thần quản lý tánh Phật của Phật gia thả trung ấm thân của Phật gia ra và nói: thần ta cho trung ấm thân chở tánh Phật và khối công đức trở về Phật giới, vậy trung ấm thân nên cẩn thận. Phật gia phải biết: một, nếu Phật gia phát ra được pháp trần thì thập loại thánh không làm hoa tiêu giả thử Phật gia. Vì vậy, Phật gia điều khiển trung ấm thân của Phật gia tự do chở tánh Phật và công đức trở về Phật giới như là trường hợp công đức vô lượng vậy. 2. Còn Phật gia không phát ra được pháp trần, khi trung ấm thân của Phật gia vừa bay ra ngoài trái đất, tức khắc thập loại thánh chặn lại và nói: Như Lai là Phật, biết tánh Phật vào thế giới loài người tạo được công đức mang trở về Phật giới, vậy hãy theo hoa tiêu của Như Lai bay ra ngoài sức hút của trái đất trở về Phật giới. Vị này vừa nói liền co các ngón tay lại tạo thành hai bầu tròn quay ngược chiều nhau, một hoa tiêu hình thành xong. Vị này nói: Phật gia chở tánh Phật và khối công đức bay theo hoa tiêu của Như Lai về Phật giới. Phật gia văn lệnh điều khiển trung ấm thân bay theo hoa tiêu này. Thình lình, Phật gia cho trung ấm thân dừng lại. Hoa tiêu không biết nên không dừng lại. Đây là hoa tiêu giả. Vị này biết bị Phật gia phát hiện nên Phật giả này biến mất. Phật gia cứ dừng tại chỗ. Một lát sau sẽ có vị thứ hai xuất hiện và cũng nói và làm như vị thứ nhất. Phật gia cũng thử như lần thứ nhất, kết quả cũng như lần thứ nhất. Một lát sau nữa cũng sẽ có vị thứ ba xuất hiện và cũng nói và làm như vị thứ nhất và thứ hai. Phật gia cũng thử như lần thứ nhất và thứ hai, kết quả cũng như lần thứ nhất và thứ hai. Khi trung ấm thân của Phật gia chở tánh Phật và khối công đức bị thử ba lần như vậy là trung ấm thân của Phật gia đã bay ra khỏi trái đất 5 km rồi, tức thoát ra ngoài tầm kiểm soát của các vị thập thánh. Phật gia cứ điều khiển trung ấm thân bay ra ngoài trái đất thêm 5 km nữa là thoát ra ngoài sự kiểm soát của các vị thần, thì sẽ nhìn thấy được hoa tiêu của một vị Phật chờ sẵn. Phật gia cứ điều khiển trung ấm thân bay theo hoa tiêu này thêm 40 km nữa là đến các nơi chư Phật ngự để rước tánh Phật và khối công đức của Phật gia vào trung tâm vận hành để trở về Phật giới. Trường hợp thứ ba, công đức ít, phước đức nhiều, ác đức cũng nhiều, thì có ba phần sau đây diễn ra. Một, Phật gia đi vào giấc ngủ ngàn năm, độ 8 giờ thức dậy. 2. Phật gia thấy mình nằm trong bầu trong tròn có 3 màu gồm: 1 là màu vàng, 2 là màu trắng, 3 là màu đen. Ở ba góc này có 3 thế lực nắm kéo giằng co. 1. Vị thần quản lý nắm kéo trung ấm thân của Phật gia để thực thi nhân quả cho đi hưởng nghiệp phước đức dương hay nghiệp ác đức. 2. Vị thánh nắm kéo trung ấm thân của Phật gia vào dòng thánh để sử dụng thần thông mà không bị nhân quả cũng như không tuổi thọ. 3. Dòng họ của Phật gia nắm kéo trung ấm thân của Phật gia vào dòng họ để tái sanh làm người trở lại. 3 thế lực này nắm kéo giằng co như vậy, thình lình Phật gia la lên một tiếng cho thật lớn: buông 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 buông. Vì âm thanh lớn như vậy phá đi thân của các thế lực cõi âm, tự nhiên thân các thế lực này tự tan, không còn nắm trung ấm thân của Phật gia nữa. Nhờ vậy, trung ấm thân của Phật gia tự bay ra ngoài trái đất. Khi vừa bay ra ngoài trái đất, thì các vị thánh giả Phật tạo hoa tiêu giả rước về Phật giới. Phật gia cũng áp dụng như các lần trước. Lễ truyền bí mật Thiền Tông đến đây là xong.
Mong tất cả Phật gia hành đúng lời của Đức Phật dạy để được trở về Phật giới là nơi quê hương cũ của mỗi Phật gia. Ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu xin hết. Xin cảm ơn Thiền gia Văn Tùng và Thiền gia Văn Nhàn. Phần tiếp theo là đọc bài kệ hồi hướng cho tất cả các vị tân Phật gia Thiền Tông. Xin mời quý quan khách và quý vị Phật tử vui lòng đứng lên, chắp tay cùng đồng thanh đọc hồi hướng. Lễ truyền thiền đã xong rồi, nguyện đem công đức vào đời chúng con. Chúng con nhất quyết lòng son, quyết tu thanh tịnh không còn trầm luân. Phật dạy chúng con chỉ dừng, tâm con thanh tịnh luân hồi dừng ngay. Hôm nay tại điện Phật đài, kính xin Đức Phật nhận ngay lời này. Chúng con kính nguyện tại đây, luân hồi sinh tử đứt dây buộc ràng. Đời con đã hết gian nan, cũng nhờ Đức Phật chỉ đàn Thiền Tông. Tâm con hiện tại đã không, nhất quyết một lòng thực hiện Thiền Tông. Dù cho thế giới hỏi không, hư không có hỏi lòng con vẫn bền. Nhờ Phật con đã đứng lên, luân hồi sinh tử vượt lên được rồi. Đời con đại phúc Phật ơi, hôm nay sinh tử dứt rồi với con. Chúng con nhất quyết lòng son, giữ môn thiền học luôn còn mai sau. Chúng con thề nguyện với nhau, để môn thiền học không sao phai mờ. Thiền Tông chánh điện chùa thờ, kính xin Đức Phật nhận lời chúng con. Nam mô giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời tất cả mọi người an tọa. Kính thưa quý vị, phần vừa rồi cũng là phần kết thúc buổi lễ truyền bí mật Thiền Tông ngày hôm nay. Để kết thúc buổi lễ, xin mời ba hồi chuông chống Bát Nhã. Xin mời.